Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tiên kê truyện. Hắn chỉ muốn làm ruộng nuôi gà, gà nhưng là một cái ngoại ý muốn, để Kim Nhu từ hiện đại xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, trở thành một cái nho nhỏ người tu luyện. Nhưng mà, hắn đối với thế giới tràn ngập kỳ ảo cùng mạo hiểm này, lại không có một chút hứng thú. Ước mơ của anh, chính là ở vùng núi Thanh Khâu, trồng ruộng, nuôi gà, còn có cưới một cô thôn nữ xinh đẹp trải qua cuộc sống nhàn nhã đáng tiếc hắn gà không tầm thường nó lại có thể tu luyện còn có thể đánh bại một ít cường địch nông trường của hắn cũng không bình thường động vật bên trong đều có bản lĩnh thần kỳ thậm chí có thể cùng người trao đổi cuộc sống của hắn cũng không bình tĩnh luôn bị một ít phiền toái tìm tới không phải ma tộc xâm phạm thì là tiên môn tuyển nhận hắn muốn rời xa tu luyện lại phát hiện mình đã ở trong đó đây là một câu chuyện cười chồng chất, kinh hỷ liên tục về nông trường tiên hiệp. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Lắc lắc cái đuôi chạy trốn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ở chỗ này, một người xuyên Việt quyết định duy nhất thắng lợi chi đạo chính là lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lục Nhật nhìn chầm chầm đệ tử này cậu bé bị băng bó trên cánh tay một mắt đen và một vài vết thương trên người nói chung là một cảnh tượng khá đáng thương ngươi muốn rời khỏi tông môn hắn hỏi lặp lại thỉnh cầu của đệ tử đúng vậy sư huynh đệ tử nói năng lực của kim nhu này không đủ ta bị người kém ta hai tuổi đánh bại ta thà rời đi để không mang đến sỉ nhục lớn hơn cho vân kiếm tông lục nhật thiếu chút nữa thở dài nói thật hắn bị một cái nội môn đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy hắn cũng sớm có dự liệu cho dù tuổi tác chênh lệch khá xa người lớn tuổi nghĩ về cậu bé tóc nâu quả thật kim nhu cũng không cường đại nhưng hắn chăm chỉ luôn nguyện ý đi làm nhiệm vụ không được hoan nghênh trong tông môn mất đi sự cẩn thận của hắn khi chăm sóc viện lạc và linh thảo bình thường có thể sẽ là một tổn thất nho nhỏ nhưng đây cũng không phải là chuyện tông môn sẽ để ý, cậu bé chưa thực sự được đào tạo hay kỹ năng của du môn. Nếu điều đó đủ để đánh bại ý chí của anh ta và khiến anh ta yêu cầu rời đi, thì anh ta không phù hợp để trở thành một người tu luyện. Đây không phải là nơi thích hợp cho những người có tâm trí không vững chắc. Ít nhất anh ta lịch sự và chính thức đề nghị rời đi, thay vì lặng lẽ rời đi. Ông là người đầu tiên trong 300 năm sử dụng nghi thức như vậy thậm chí còn cung cấp khoản tiền mà ông phải bồi thường cho Tông Môn theo quy định của văn kiện chính thức. Lưu chấm eri cân nhắc có nên ngăn cản cậu rời đi hay không? Nhưng cậu không cảm nhận được sự do dự nào trong hơi thở yếu ớt của cậu bé. Quyết tâm của hắn đã kiên định. Còn có kế hoạch gì sau khi rời đi không, đệ tử? Ông hỏi, xuất phát từ một cuộc trò chuyện nhỏ. Con sẽ trở thành một nông dân, sư huynh ạ. À, cậu bé trả lời con đã có chút may mắn trong việc trồng cây linh thảo bình thường vì vậy nó phải nằm trong tài năng nhỏ bé của con lục nhật lại thiếu chút nữa lên tiếng phản đối nghe được loại ý nghĩ hoang đường này một cái chỉ là miễn cưỡng thông qua tông môn vòng đầu tuyển chọn nam hài lại nói muốn làm nông phu thất bại thảm khốc này chắc chắn đã đà kích hoàn toàn sĩ khí của hắn thật không may lần này hắn quả thật thở dài ta hiểu rồi ta sẽ ghi lại ngươi rời đi ngươi không còn là đệ tử tông môn chúng ta nữa kim nhu kim nhu cúi đầu chắp tay trước ngực kim nhu cảm tạ thời gian và suy nghĩ của sư huynh từ nay về sau ta sẽ không xuất hiện ở sân nữa lục nhật đứng lên khẽ gật đầu vậy thì đi đi kim nhu cái này anh đưa ra túi nhỏ đựng tiền chia tay tôi sẽ tính toán số tiền này như một khoản thanh toán đầy đủ và tông môn không cần một khoản tiền nhỏ như vậy dù sau đó cũng có thể là tất cả tiền của cậu bé hắn vẫn có chút thiện lương tương lai kim nhu sẽ cần phần vận may trời giáng này kim nhu chấn kinh nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn nguyện thiên đường chiếu cố ngươi lục nhật sau đó kim nhu rời khỏi tông môn sự ra đi của anh ta không thu hút sự chú ý khi tôi nhận ra tôi đang ở trong tình huống mà dinh du thân yêu bị đánh bại bởi một loại cậu chủ điển hình thật lố bịch kim nhu là cái ngu ngốc không có kịp thời né tránh tiểu côn đồ muốn tìm người đánh nhau thủ đoạn nhưng ít nhất không có người phá hủy kinh mạch bởi vì cái này bình dân hèn mọn như thế một số đệ tử khác đã rất tử tế kéo cơ thể co giật của tôi trở lại cabin của tôi và sau đó lật một số loại thảo mộc dưới danh nghĩa thanh toán thằng khốn Tôi mới thực sự nhận ra mình đang ở trên mảnh đất Trung Quốc kỳ diệu khi tôi rên rỉ trong đau đớn. Rõ ràng, một trong những bộ phận của cơ thể đã bị đánh đủ mạnh để làm tim ngừng đập và giết chết anh ta. Ngay cả trước khi anh ấy ngã xuống, tôi đã bị nhét vào. Ít nhất tôi đã có được trí nhớ của anh ấy và làm thế nào để sử dụng lô thảo mộc hiện tại để xử lý những tổn thương tồi tệ nhất. Nó cần được mài và mài, và vì vết thương của tôi đã rất nghiêm trọng, nó rất đau đớn bản thân kim nhu coi như thể diện ta nghĩ hắn là một cô nhi sau khi ông nội hắn biến mất thông qua cố gắng miễn cưỡng tiến vào tông môn anh ta được nhận vì một huấn luyện viên tung đồng xu để quyết định số phận của anh ta khi anh ta miễn cưỡng vượt qua nói chút chuyện trên trời chiếu cố hắn hoặc là cái gì đó linh tinh kim nhu tràn đầy nguyện vọng trở thành người tu luyện cường đại trở thành đại sư trong đông đảo sư huynh vĩ đại làm một ít chuyện có thể là đám người này làm đại khái là làm đồ ngu mà bị tùy ý bài bố đi. Động cơ của anh ta. Tôi không quan tâm. Bây giờ là cơ thể của tôi. Xin lỗi, không xin lỗi. Dinh Du thân yêu bây giờ về cơ bản là một người hầu và phải làm mọi nhiệm vụ mà người khác giao cho anh ta trong khi trả thù, thù hận và lo lắng. Tôi có thể nói với bạn rằng tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số này. Tôi tuyên bố mọi ảo tưởng và tham vọng trả thù sẽ bị hủy bỏ. Tôi không muốn dính dáng gì đến mấy thằng khốn đã lãng phí hoa cúc của tôi. Trên hết, tôi không muốn dính líu đến chính trị của thế giới này, bởi vì Chúa ơi! Thế giới này tràn ngập liên tuyến đoạn tuyệt, vì thể diện mà tàn sát lẫn nhau. Ngươi biết đấy, kịch bản tiên hiệp điển hình. Cho nên, khi ta ngày hôm sau có năng lực di động lúc, ta tra xét một chút trời khỏi tông môn phương pháp, cầm kim nhu túi tiền, đi tìm phụ trách loại chuyện này người tôi không hy vọng sẽ lấy lại được túi tiền nhưng mất nó tôi cũng không quan tâm kim nhu kỳ thật rất biết tiết kiệm tiền hắn một mực vì mua một ít linh đan mà tiết kiệm tiền làm nhiều tạp vụ ngoài định mức như vậy nhưng đồ đạc của hắn giờ là của tôi ta muốn rời khỏi nơi này rời xa nơi này tất cả kiếm trận cùng đại ma quỷ cái gì đó những tên ngu xuẩn này cho nên ta bắt đầu đi tới thanh loan sơn lục địa này được coi là yếu nhất và do đó là nơi an toàn nhất hy vọng thế người tu luyện thường nhanh chóng rời khỏi những nơi yếu tôi mỉm cười và nhìn xuống mảnh đất mới của mình đây là một mảnh núi nhỏ liên miên phủ kín rừng rậm một con sông nhỏ đáng yêu uốn lượn xuyên qua giống như đại đa số địa phương của hồng phượng đại lục cảnh sát nơi này hợp lòng người mảnh đất này đối với thống đốc thị trấn xem ra cơ bản không có tác dụng gì bởi vì gần đó có vài tiểu quái thú cần phải dọn dẹp rất nhiều nhưng hy vọng không có gì khó xử lý ở đây cũng rất trẻ tôi đã có được nơi này với giá rất thấp trời ạ à, giá phòng ở quê nhà con mẹ nó đây mới là vương đạo tôi đã cân nhắc xem mình có bị lừa hay không và hỏi người dân địa phương về nơi này nhưng không không có kẻ xấu nào ngủ theo họ chỉ là hẻo lánh một chút chuyện phiền toái có thể lớn hơn giá trị nhiều người dân ở đây ít khi đến cách xa thị trấn và làng mạc xung quanh sẽ không có ai đến quấy rầy tôi chỉ có hòa bình tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành và phấn chấn lắc đầu đủ thời gian để lười biếng tôi với tay vào xe ngựa của tôi và lấy rìu của tôi gây ra sự khó chịu của những con gà và tiếng kêu bất ngờ của những con gà trống nhỏ tôi gãi nhẹ cái màu gà đang phát triển kia nó liền im lặng được rồi đến lúc làm việc rồi bắt đầu kế hoạch hư hỏng của vô tu chân giả một trạng thái thiền đặc biệt đạt được khi bạn thực hiện các hoạt động thể chất nặng trong một thời gian dài rìu của tôi chẻ cây cối cưa của tôi cắt thành tấm ván búa của tôi đập đinh vào cái bào của tôi làm phẳng mọi thứ tất cả đều dựa vào sức mạnh siêu phàm của một người tu chân ngay cả khi tôi chỉ là một người tu chân đặc biệt yếu đuối lao động như vậy vừa bình tĩnh vừa tràn đầy sức sống Tôi phải thừa nhận tôi rất thích lao động chân tay nặng nề này, giống như có sức mạnh của 10 người đàn ông. Hơi thở của tôi có nhịp điệu hoàn hảo và chân khí của tôi lưu thông xung quanh tôi. Tôi cảm thấy rất phấn khích và sảng khoái. Ngoài ra, nó sẽ không bao giờ chán để kéo gốc cây ra khỏi mặt đất chỉ bằng sức mạnh thô bạo. Tôi đã xây dựng một ngôi nhà đơn giản và hoàn thành nó trong 3 ngày. Nó không xuất sắc, nhưng có thể chắn gió che mưa, chặn sâu bọ có mái tranh và sàn đất buồn. Nó ở ngay bên cạnh chuồng gà của tôi để tôi có thể nghe thấy vào ban đêm nếu kẻ săn mồi đang đến gần, nhưng cả cáo và sói vẫn chưa chú ý đến tôi và con mồi mà tôi đã thu hút. Tôi tự hào về những gì mình đã xây dựng. Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu của gà trống, nó đã có một cái tên rất trẻ con và tôi phải thừa nhận rằng nó làm tôi hạnh phúc. Vào ban ngày, anh chàng nhỏ bé của tôi sẽ đi theo tôi, nhảy xung quanh thường dừng lại trên vai tôi và tuyên bố sự thống trị của mình với thế giới, đó là một chút tinh nghịch. Gu, 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 nó hét lên. Nói với họ đi, đê. Đi, tôi trả lời. Cây quốc của tôi có thể xuyên qua đất, không bao giờ cùng và được gia cố bằng khí thật của tôi, nhanh hơn bất kỳ con bò cày nào. Con gà của tôi đi theo sau tôi, mổ sâu bọ và cây cối mà tôi đã đào lên, quằn quại và Twitter tất cả các cách. Đúng vậy, mập mạp thật tốt, tương lai các ngươi sẽ là nguyên liệu nấu ăn ngon miệng. À, chỉ nghĩ đến nước miếng đã chảy xuống. Cái quốc vẫy lên và xuống, cái quốc vẫy lên và xuống cho đến khi tôi nhận thấy một điều. Một cái rễ kỳ quái vươn ra, có một tia hơi thở ở trong đó. Quan tâm, tôi nhặt thân rễ không quá ấn tượng này. Trong tiểu thuyết tiên hiệp, nhân vật chính sẽ lập tức nhận ra loài thực vật này, tuyên bố nó là linh thảo quý hiếm gì đó, nhưng nói thật, tôi không biết nó là cái gì. Tôi phải đến kho lưu trữ của thị trấn để xem, nhưng xem xét nó ở đây, nó có thể không hiếm hoặc quan trọng lắm. Tôi nhún vai, đặt nó ở nhà và tiếp tục làm việc. Trên cánh đồng này, đây sẽ là vườn rau của tôi, và sau đó tôi sẽ bắt đầu một cánh đồng lúa nước. Có chút tiếc núi ta còn chưa trồng được lúa mì, nhưng cũng không có biện pháp. Tối hôm đó, tôi có một bữa cơm chiên trứng rất ngon và đai đi ngồi trên vai tôi có lẽ có một chút bực bội khi ăn trứng gần con gà cưng của bạn, nhưng nó dường như không quan tâm. Trứng đến từ gà của tôi, lúa đến từ dự trữ của tôi, một ít dầu mè mà tôi đã phung phí khi mua đất. Và một số tàn dư của cỏ linh thảo cấp thấp mà tôi đã giải phóng từ phái dung hồ hò đó. Chúng có vị khá ngon. Một chút cây, một chút ngọt, một chút mặn. Tôi chắc chắn muốn nhiều hơn một chút. Không khó để trồng chúng từ trí nhớ của Kim Du tôi chỉ cần chăm sóc chúng một chút. Tất nhiên, tôi có thể biến chúng thành đan dược, nhưng tôi rất nghi ngờ về tất cả các loại đan dược mà những người này nuốt phải. Tôi có một nửa lý do để tin rằng mọi học viên đều điên rồ vì họ uống quá nhiều thuốc. Tôi rũ bỏ những suy nghĩ của mình và quay sang những tiếng cười khúc khích vui vẻ phát ra từ nhà bếp. Đại địch đang vội vàng mổ một ít linh thảo còn sóc lại thoạt nhìn có chút héo rũ mà ta cắt ra. Họ có thể không giết anh ta tôi chưa bao giờ nghe nói có cái gì chết vì ăn những thứ này nếu nó thích nó sẽ thích không từ chối cho trẻ ăn chẳng mấy chốc tôi lên giường và đê đi nhảy lên con cá rô bên cửa sổ mà tôi đã làm cho nó nếu tôi vẫn còn trong môn phái tôi có thể đang làm những công việc thối nát hoặc ngồi trong góc tu luyện vài tháng thay vì thực sự sáng tạo tôi đi vào giấc ngủ hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn cuộc sống của mình thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Lúa nước trồng trọt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét chiến đấu giận dữ của Dadina và tiếng hét giận dữ của con cáo. Tay nắm chặt sẻn, ta nhanh chóng lao ra cửa, dấn thân vào đêm cực kỳ hợp lòng người này. Đại địch ở trên đầu hồ ly loạn bổ loạn đạp, liều mạng đá, mặc dù anh ta còn nhỏ và chân gà vẫn chưa bị thương, anh ta đã cố gắng hết sức. Tôi đứng yên tại chỗ, giống như nhìn thấy David khiêu chiến gô. Ly. Ác. Cho đến khi móng vuốt của con cáo chạm vào anh ta, hạ gục anh ta và đẩy anh ta ra. Chỗ đứng của hắn bị nhiễu loạn, vận mệnh đã định. Con cáo tấn công hắn, cắn răng sắc bén, muốn kết liễu màn sống dũng sĩ nhỏ bé của ta ngươi dám xâm nhập lãnh địa của phụ thân. Tôi không thể tin rằng tôi vừa nghĩ về điều này. Tôi hừ một tiếng tự giễu. Răng hồ ly cắn phải thiết khí, ngạc nhiên nhìn sự ngăn cản bất thình lình này. Sau đó, con cáo nhận ra rằng nó đã phạm sai lầm. Cái xẻng của tôi xoay tròn, rầm một tiếng. Cáo đã ngã. Tôi nhìn vào chiến binh nhỏ của mình. Hắn khó khăn đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập thù hận đối với xác chết hồ ly tôi nhìn kỹ cả anh ta và đàn gà của tôi đều không bị thương chỉ hơi hoảng sợ ta cũng không trách hồ ly đó là bản tính của nó tôi hy vọng nó không đổ lỗi cho tôi vì tôi đã làm choáng nó bằng xẻng và sau đó bán bộ lông của nó bởi vì tôi chắc chắn sẽ làm điều đó tôi nghĩ thịt cáo cũng có thể ăn được thực tế bạn có thể ăn một con cáo nhưng tôi không khuyên bạn nên nó mùi như mông ấy trồng lúa không chỉ là ném hạt giống vào đất và mong đợi thu hoạch. Tôi đã thấy phương pháp trồng trọt của nông dân trong làng, có chút. Thiếu sót. Ví dụ, bạn sẽ bắt đầu bằng cách ngâm gạo trong một, mười sáu nước muối. Lúa có nhiều lớp nhũ tương nhất sẽ chìm xuống đáy thùng, như vậy trồng mới có năng suất tốt nhất, những thứ khác sẽ nổi trên mặt nước. Sau đó, sau khi ngâm, bạn trồng hạt giống lý tưởng của mình trong thùng rộng và để giai đoạn tăng trưởng ban đầu của chúng diễn ra ở đó. Cuối cùng, bạn cấy chúng vào ruộng lúa. Tôi luôn cảm thấy có chút kỳ quái, lúa nước nếu bị nhổ ra đất và cấy ghép ở nơi khác ngược lại sẽ tốt hơn. Thật thú vị, tôi đã học được hầu hết những điều này từ truyện tranh. Cảm ơn, Shizuko. Trong một thế giới ngàn năm trước, tôi đã gian lận bằng cách sử dụng công nghệ của thế kỷ 19, giống như tất cả các anh hùng thực sự của thế giới khác. Chỉ là súng ở đây cơ bản vô dụng hơn nữa tôi cũng không có ham muốn chinh phục thế giới gạo quan trọng hơn những thứ đó nhưng dù sao đi nữa tôi đang ở giai đoạn nảy mầm ruộng lúa đã bắt đầu trồng theo kiểu ruộng bậc thang ở một bên đồi nhỏ dựa vào một con sông nhỏ tưới tiêu sức mạnh và sức chịu đựng của người tu chân luôn có thể làm cho nhiệm vụ vốn tốn thời gian mấy tháng thậm chí mấy năm trở nên giống như chuyện mấy ngày nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu trạng thái thiền định của mình có kéo dài lâu hơn tôi nghĩ hay không khi trạng thái này kết thúc tôi luôn siêu đói khác thỉnh thoảng khi đại địch về nhà ánh mắt cũng có chút khác thường tu chân quả nhiên rất điên cuồng tôi lẩm bẩm kiểm tra các bức tường của bậc thang để xem có vấn đề gì không nó có vẻ tốt nhưng chỉ trong trường hợp tôi đã bơm thêm chi vào tường củng cố nó và tăng cường rễ cỏ để giữ cho nó ổn định những tông sư kia đại khái sẽ bởi vì ta lãng phí quá nhiều chân khí mà tức giận đến phát điên nhưng ta cũng không cho rằng đây là lãng phí đây là nguồn lực có thì phải dùng hơn nữa chân khí khôi phục cũng không chậm sáng hôm sau tôi thường cảm thấy tốt có lẽ nếu tôi là một tu chân giả ưu tú hơn hoặc là dự trữ chân khí lớn hơn có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng tôi không quan tâm ngáp một cái tôi đi bộ trở lại cabin và đê đi nhảy nhót chào đón tôi nói cho bọn họ biết đại địch ta yêu thương gãi gãi đầu nó thất bại của nó không làm cho nó căng thẳng và đó là tốt nó vẫn là một anh chàng nhỏ bé năng động linh thảo cấp thấp của ta sinh trưởng bên cạnh lúa nước linh thảo cần chân khí mới có thể sinh trưởng bình thường tôi cảm thấy tại sao không cho lúa nước thêm chút khí chứ không sao đâu tôi cũng đã cấy ghép một gốc trễ kỳ lạ tôi không thể chạy đến kho lưu trữ vì vậy đó là cách duy nhất tôi có thể lưu trữ nó và dường như nó cũng có một số chi tiết thực sự cho nên cũng tưới nước cho nó tôi cẩn thận rót tinh thần của mình vào nước sau đó lấy bình tưới nước của tôi và bắt đầu làm việc trong khi đai đi ngồi trên vai tôi và thỉnh thoảng nhảy xuống để bắt một con bọ dám tấn công cây trồng nhỏ của tôi ngoan lắm sau bữa tối sẽ cho ngươi thêm linh thảo vì thế hết thảy đều tiếp tục tôi phải đánh ngất một vài con cáo khác và một con sói trông có vẻ đói nhưng ngoài ra mọi thứ tương đối yên tĩnh cắt gỗ ném đá trồng trọt dùng chân khí tẩm bổ ăn đi ngủ đi nhiều tháng trôi qua tôi thích ở đây bậc thầy vĩ đại đã cho anh ta một cái tên bid anh ta không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng anh ta biết cái tên đó thuộc về anh ta hắn biết nó rất mạnh nhưng hắn cũng không cường đại ý thức là một thứ không thể đoán trước đến và đi nhưng trong những khoảnh khắc đó hắn biết hắn suy nghĩ nó được nâng lên một cấp độ cao hơn so với các sinh vật bậc thấp vào ban đêm các giác quan của anh trở nên sắc bén hơn để cảnh báo tốt hơn cho các bậc thầy vĩ đại về những kẻ xâm lược với bộ lông đỏ và răng nanh nhưng mỗi lần anh ta thất bại trong việc hoàn thành những gì anh ta biết là trách nhiệm của mình bảo vệ phụ nữ anh ta cảm thấy rất xấu hổ tuy nhiên chủ nhân vĩ đại của anh ta vẫn nuôi dưỡng anh ta không dè dặt như một đứa con trai yêu quý không phải là một điều đáng xấu hổ hắn yếu đuối hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn hoàn thành vận mệnh của mình hắn cưỡi trên vai đại sư phụ và khi hắn nuôi dưỡng thức ăn của chúng ta bằng tinh chất hắn tấn công tất cả những sinh vật hạ đẳng đang cố gắng nuốt chửng tinh chất mạnh mẽ của hắn hắn canh gác trong khi chủ nhân vĩ đại đang ngủ anh ta bảo vệ quê hương thống trị đất đai và thuần hóa rừng trong khi ông chủ vĩ đại đã hoàn thành những chiến công vĩ đại của mình ông đã chứng kiến những kỹ thuật kỳ diệu mà cơ thể của vị chủ nhân vĩ đại toát ra khi ông hoạt động vào buổi sáng vì thế hắn cố gắng cải thiện bản thân nó đang chạy trên lãnh thổ của chủ nhân vĩ đại anh ta nhảy qua những ngọn đồi và nhảy lên những cành cây khổng lồ hắn dùng thân thể của mình va chạm vào những cái bình khổng lồ đang lớn lên cho đến cuối cùng hắn có thể di chuyển chúng bây giờ đứng trên cây cột vĩ đại của pha ram cố gắng để có được những kỹ năng nhỏ nhặt của mình bằng cách bắt chước các bậc thầy vĩ đại với tất cả sức mạnh của mình cơ thể anh ấy bay trong không khí đôi chân của anh ta phát ra sức mạnh mà đồng loại của anh ta chưa từng có anh ta nhảy múa như một bậc thầy vĩ đại. Nó thở như hơi thở của chủ nhân vĩ đại. Có cái gì đó đang dân trào xung quanh hắn. Bên trong anh ấy. Tôi mỉm cười với đê đi và xem nó nhảy qua hàng rào. Cậu bé dễ thương. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03 trăng non phía dưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phải biết phẫn nộ. Một trong những sinh vật màu đỏ đã làm phiền sư phụ của mình. Nó gần như đã giết chết một đàn gia cầm của Master và bằng cách nào đó đã lẻn qua anh ta. Anh ta đưa ra cảnh báo một cách miễn cưỡng và kịp thời, và giọng nói của anh ta khiển trách kẻ xâm nhập ghê tởm này. Nhưng sinh vật màu đỏ này, con giả thú ti tiện này, lại thập phần giáo hoạt nó nhảy múa xung quanh cuộc tấn công của anh ta và thậm chí đáng sợ nhất tránh được cái gai mạnh mẽ của sư phụ cái gai được sử dụng để thuần hóa trái đất trong tất cả các trường hợp khác gai sắc của anh ta là mệnh lệnh của cái chết một đòn có thể đánh bại mọi thứ khác nhưng không phải với sinh vật này lúc đầu hắn gần như sợ ngay người gần như muốn phun ra máu sao sư phụ không đuổi theo nếu hắn dùng toàn lực đối phó với nó kẻ đột nhập này con quỷ này hắn có thể dễ dàng giết chết nó anh ta không hiểu nhưng anh ta biết rằng trí tuệ của sư phụ vượt xa anh ta ba lần con thú độc ác đó đã cố gắng chiếm lấy những gì thuộc về sư phụ ba lần cú đánh mạnh mẽ của sư phụ thất bại ông thậm chí còn đặt cho nó một cái tên từ vực thẳm địa ngục book brazil mỗi lần nghe đến cái tên này đều run rẩy trong lòng bàn tay của sư phụ có cả thiện và ác nhưng bây giờ hắn đã hiểu hắn đã giải được vấn đề nan giải mà sư phụ đặt trước mặt hắn sư phụ của hắn một lần nữa mang ra khỏi lòng di động của hắn anh ta nhớ lờ mờ rằng trước khi anh ta đạt được giác ngộ anh ta đã đi trên một pháo đài hùng mạnh đến vùng đất được ban phước này nơi còn mơ hồ hơn một nơi khác một số vật dụng của sư phụ đã cạn kiệt anh ta muốn quay trở lại nơi đó để mọi người ở đó có thể tôn vinh anh ta nhưng để đi du lịch anh ta phải rời khỏi nhà của mình chỉ có thể làm người bảo vệ nó và hắn chưa đủ mạnh sự yếu đuối của ông ngăn cản sư phụ sống theo ý muốn của mình không thể chấp nhận được ông đã chấp nhận thách thức thách thức mà bút ở brazil vẫn tiếp tục một nhiệm vụ lớn để chứng minh giá trị của mình trong cuộc chiến chống lại cái ác vì vậy anh ấy đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình cú đá của anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn điệu nhảy của anh ấy thanh lịch hơn anh ta sẽ giết kẻ thù mạnh mẽ này và giành được sự tin tưởng của các bậc thầy của mình trụ cột vĩ đại của pháp đang gọi hắn à chỉ còn một chút thời gian nữa thôi và tôi sẽ quay lại núi xanh tôi phải mang theo gà để chúng không bị ăn hết cuối cùng tôi phải đối phó với bút brazil tôi lờ nó đi một chút chỉ đuổi nó đi, hy vọng nó sẽ hiểu, nhưng nó ngày càng trở nên gắn bó. Tôi nhìn Pita chầm chầm khi tôi hoàn thành việc dọn dẹp bộ lông cáo. Có phải con gà của tôi đang tập luyện? Tôi quan sát cú đá cực kỳ nhanh nhẹn của nó. Tôi lắc đầu. Không, tôi đã cô đơn quá lâu rồi. Con người hóa nó hơi quá. Hay chỉ là những thứ vớ vẩn trong thế giới của các học viên? Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi sang bụi Brazil này này. Âm âm. Đêm nay, ông ta sẽ giết bút xấu xa của Brazil. Đêm nay, vinh quang hay là chết? Cả hai đều chấp nhận được. Nếu anh ta thất bại trong trận chiến này, đó chỉ là bằng chứng cho thấy anh ta không xứng đáng với sự khoan dung tiếp tục của sư phụ. Hắn đi vào ban đêm, lặng lẽ từ một cái cây nhảy sang cái cây khác. Ở đó, hắn tìm thấy con mồi. Con quái vật đó rất kiêu ngạo nó ẩn nấp mà không nhận ra rằng những người khác cũng vậy. Ở trong trầm mặt, nhất định hàng lâm, hắn ra tay. Hai chân người run rẩy và kẻ cừu địch người gầm thét vì đau đớn. Anh ta tấn công một lần nữa, nhưng bụi cây Brazil xứng đáng với sự tức giận của chủ nhân của mình, và sinh vật mạnh mẽ nhanh chóng thoát ra, nhưng với một vết thương sâu trên cơ thể và chảy máu. Nhất định phải nhìn thấy thứ gì đó trong mắt kẻ thù chết người của hắn. Tia lửa của nhận thức đó. Một tia lửa giận dữ. Cái này. Cái này cũng biết. Kẻ thù không bỏ chạy. Nó biết hắn không triệu hồi sư phụ. Nó biết nó có thể đánh bại hắn ở đây. Họ bắt đầu một điệu nhảy thầm lặng. Đôi chân và những cái gai của anh xuyên qua bầu trời đêm, khi họ cuộn tròn giữa những cái cây và né tránh những chiếc răng sắc nhọn và móng vuốt trách nát của nhau. Nó cố gắng tấn công anh ta bằng các chi của nó, phá hủy chỗ đứng của anh ta và hạ gục anh ta xuống đất nhưng anh ta đã khôn ngoan hơn rất nhiều trước những mánh khóe của những con thú này và né tránh khi anh ta có thể và chấp nhận một cú đánh để đạt được khoảng cách khi anh ta không thể hai vòng xoáy màu đỏ đuổi theo giữa các tán cây đập vào chúng và để lại những vết xước trên sàn rừng nhất định phải cảm thấy thắng lợi hắn ngang hàng với kẻ thù này hắn dám cho rằng hắn ưu tú hơn mũi của nó bị cắt và một bên tai của nó trở thành một mớ hỗn độn vỡ vụn cái gai của hắn biến thành màu đỏ thẫm nhưng tên côn đồ này cũng có thể có mánh khóe nó nâng các chi của nó lên sẵn sàng tấn công một lần nữa và đôi cánh của nó vươn ra để thay đổi động lượng của nó anh đã nhìn thấy ánh sáng thỏa mãn đó quá muộn thay vào đó móng vuốt đập xuống và đẩy bút brazil xấu xa về phía trước và sinh vật xấu xa đó trở thành một dòng suối màu đỏ với nước bọt mở ra phía sau. Răng cắn vào cánh nó dữ dội. Sinh vật xấu xa lắc đầu điên cuồng, sau đó ném anh ta vào khoảng trống và đâm vào một cái cây. Nỗi đau chưa từng có. Cậu gần như muốn khóc, cậu gần như muốn gọi sư phụ của mình, nhưng cậu từ chối. Đó là thử thách của ngài, và ngài từ chối thất bại. Hắn dãy dụ đứng lên, chân của hắn đang run rẩy nhưng mọi thứ đều vô ích brazil bút đẩy anh ta xuống đất với móng vuốt mạnh mẽ của nó nó rất vui khi đánh bại đệ tử của sư phụ nó nếm mùi chiến thắng của nó nó sẽ chỉ biết xấu hổ khi nó nằm đó và bị đóng đinh trên mặt đất hắn không thể đáp lại ân huệ của sư phụ hắn không bao giờ có thể trả lại tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm và đau đớn trăng non khổng lồ lấp lánh trong tầm nhìn của ông đây là thiên thể yêu thích của anh và anh luôn suy nghĩ về nó bất cứ khi nào nó thể hiện hình dạng hoàn hảo nhất nó trông giống như một cái gai mạnh mẽ của bậc thầy của anh ta hoặc một cái gai vô dụng yếu ớt của chính anh ta ôi làm thế nào ông muốn có một vũ khí mạnh mẽ để tiêu diệt cái ác trăng mới mọc trong những giây phút cuối cùng anh phải suy nghĩ về vinh quang của mặt trăng này ở thời khắc cuối cùng của hắn nhất định phải hiểu được anh ta hướng năng lượng và ý định của mình đến sự thật tinh khiết như ánh trăng trên bầu trời tuôn ra từ các chi thể của mình trăng mới mọc cơ thể anh ta nhảy lên từ vị trí nằm thẳng và anh ta thực sự bay lên như mặt trăng kẻ ác không thể chống lại hắn bằng sức mạnh không đáng kể của nó thanh kiếm đánh trúng chính xác vào mắt con quái vật xấu xa và linh hồn của nó bị đốt cháy bởi thanh kiếm chính nghĩa thiên đường mà anh ta sở hữu khi anh ta lộn nhào trong không khí. Ông dừng lại một lúc dưới ánh trăng thiên đường, nhìn chầm chầm vào kẻ thù của mình. Mọi thứ đều có thăng trầm. Đổi hướng từ Crescent Arven. điều này là không thể tránh khỏi, giống như sự sụp đổ của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, và Ngài sẽ trở lại trái đất một lần nữa với vinh quang và gánh nặng của thiên đàng. Cái gai đôi nhấp nháy của anh ta đâm sâu vào cổ của sinh vật màu đỏ cái tên bụi Brazil ghê tởm này. Lời bài hát. Well up thêm muôn bên chân của hắn lại tách ra, ném hắn vào trong một vòng xoáy, năng lượng trắng tạo thành một vòng tàn ảnh chung quanh hắn, tách đầu của tử địch ra khỏi cổ. Hắn lại rơi xuống đất một lần nữa. Đầu kẻ thù của hắn nặng nề rơi xuống đất phía sau hắn. Anh ấy. Anh ấy đã làm được. Pita đã hoàn thành nhiệm vụ của Master. Ngài gầm thét lên trời chiến thắng của ngài. Sư phụ của hắn nghe tiếng sông vào bãi đất trống, trong mắt nổi giận, đối với những người dám thương tổn đệ tử của hắn bày ra phẫn nộ. Tôi dừng lại và bị đánh thức một lần nữa. Một số vết cắt đã được để lại trên khoảng trống nhỏ đó, nơi Pita đang đứng, với vẻ đắc thắng, trên cơ thể của Basin Brook đã bị phá hủy và chặt đầu. Có chuyện gì vậy? Sư phụ của hắn vẫn tràn đầy yêu thương như thường lệ. Đôi cánh bị thương của anh ấy đã được băng bó lông vũ hỗn độn được chải chuốt chỉnh tề cánh chim của hắn bị nhẹ nhàng ma sát anh ta được đưa trở lại chuồng gà và được cho ăn đầy một nắm cỏ thiên đường thầy của anh ta ra lệnh cho anh ta lấy lại sức mạnh và tận hưởng nó hắn là đệ tử tốt của sư phụ anh ta đã vượt qua thử thách và bây giờ sẽ được giao trách nhiệm bảo vệ đại pháp được tin tưởng để giữ vững đức tin trong khi chủ nhân của anh ta đang tiến về phía trước thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04. Một lần nữa dàn xếp lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nếu bạn yêu công việc của mình, bạn sẽ không cảm thấy như bạn đang làm việc vào một ngày nào đó. Đó là điều tôi thường nghe khi lớn lên, nhưng tôi không bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn. Điều này nghe có vẻ như một câu sáo rỗng, Quá tốt để trở thành sự thật. Nhưng sau tất cả những chuyện này, tôi phải thừa nhận, thực sự là vậy. Thực ra, tôi yêu công việc của mình. Một số ngày cảm thấy như đang làm việc. Có những ngày tôi không muốn thức dậy. Nhưng hầu hết thời gian thì sao? Hầu hết thời gian khi tôi thức dậy, tôi chỉ mong đợi những gì tôi sẽ hoàn thành ngày hôm nay. Có lẽ trong lúc tôi vung lưỡi hái, cuối người xuống thu hoạch bông lúa, ý nghĩ như vậy có chút kỳ quái nhưng đây là một ý niệm không thể xóa đi trong đầu đó là một cảm giác yên bình thậm chí là phấn khích đặt tay lên đất phát triển sáng tạo và sau đó tận hưởng thành quả lao động của bạn thời gian của năm cho đến nay là đầy thách thức đầy biến động và tiết lộ một lần nữa tiếp xúc với vật tu luyện của thế giới này đây là thứ mà tôi cho rằng đã rời xa một bức thư của người đã dạy tôi tu luyện trận chiến vĩ đại trong cuộc chiến chống lại đỉnh núi và tất cả những điều tiếp theo mà tôi vẫn đang chờ đợi. Tuy nhiên, bất chấp nhiều biến động mà năm nay mang lại, tất cả đều biến mất khi tôi cúi xuống và gặt lúa. Ta theo suy nghĩ của ta chảy xuôi, tự hỏi, hưởng thụ chính mình. Khi tôi tiến về phía trước, mùa hè lười biến lặng lẽ kết thúc. Tôi có thể cảm nhận được làn gió nhẹ, thay đổi thực vật, chúng bắt đầu thay đổi giai điệu yên tĩnh và ngày bắt đầu ngắn hơn nghĩa là chuẩn bị chúng tôi đã thu hoạch tất cả lúa trước đó nhưng lúa mì mùa đông tôi trồng đã phát triển tốt con gà của tôi theo sau tôi mỗi những con côn trùng đã ẩn nấp trong cánh đồng lúa mì chúng tôi không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào vì vậy các cánh đồng luôn đầy ắp những thứ muốn ăn cắp một phần thu hoạch của tôi vì vậy chúng tôi đã phải thực hiện một phương pháp cũ hơn thả gà để bắt chúng. Năm nay chúng có ngon không? Tôi hỏi, cảm thấy buồn cười khi thấy ý định săn mồi mãnh liệt mà những con gà thể hiện, không ngừng đuổi theo từng con bọ dám di chuyển. Một giọng nói từ phía sau trả lời tôi. Quả thật, năm nay họ rất ngon ngọt, chủ nhân. Tốt hơn so với năm trước. Với một giọng nói trong trẻo và trầm, tôi quay lại để xem người nói. Một con gà trống đang nhìn chầm chầm vào tôi. Nó là một con gà trống tráng lệ với lông màu đỏ rực và màu xanh ngọc lục bảo, tỏa sáng với một ánh sáng bên trong. Nó mặc một bộ áo khoác lông cáo hoa lệ, ánh mắt tràn ngập trí tuệ. Nó vừa trói tôi thành một bó lúa mì buộc trong một cái giỏ trên lưng. Có vẻ như nó hơi buồn cười và bị còng lưng bởi một bó lúa lớn hơn chính nó, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Thật sao, tôi hỏi. Động vật hiếm khi thực sự có thể cho bạn biết chúng thích ăn gì, nhưng tôi nên biết sở thích của chúng từ khẩu phần mà đai đi mang theo khi khởi hành. Con sâu hung khói không ngon với tôi, nhưng nó thích nó. Đúng vậy, thưa chủ nhân. Phi ta đã nếm thử những kẻ xâm lược từ khắp nơi trên Blue Mountain, nhưng những kẻ đến từ nhà chúng tôi là ngon nhất. Nó tuyên bố điều này với một giọng điệu có thẩm quyền trước khi nhặt một bó lúa mì khác. Cái tốt thứ hai đến từ đâu, tôi hỏi với vẻ hứng thú. đai đi dừng lại trước câu hỏi của tôi rõ ràng là đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của tôi. Về phía đông nam, gần hồ lớn, có một khu rừng với rất nhiều sâu. Chúng rất dễ chịu. Con gà trống này nói với tôi, và tôi cười. Loại côn trùng nào được coi là ngon, tôi hỏi khi tôi quay lại và tiếp tục công việc của mình. Tôi sẽ nói rằng Yuxi là một, nhưng anh em nhà oát nhấn mạnh rằng đó là sự dẻo dai và nhai đúng cách. Tôi không biết vì tôi không thể nhai. Vì vậy, tôi đã hoàn thành công việc của mình bằng cách lắng nghe một con gà liệt kê các tiêu chí của côn trùng, tốt. D. Đi nhảy lên vai tôi như thường lệ, khi anh ấy nói chuyện cũng vậy. Nó an ủi. Thỉnh thoảng anh ta bay xuống để bắt một con bọ và nói chuyện với nó rất nhiều. Cứ như vậy cho đến khi tôi hoàn thành toàn bộ cánh đồng lúa mì. Cuối cùng, ta đứng dậy duỗi lưng một cái, ngâm nga tiểu khúc. Tôi quay lại nhìn những thân lúa mì cần cày trở lại đất sau này chúng sẽ trở thành phân bón cho sự phát triển mới. Nó lớn quá phải không? Tôi hỏi con gà trống bên cạnh, người bạn đồng hành đầu tiên của tôi ở Blue Moon Tin. Đúng vậy. Nó sẽ còn lớn hơn vào năm tới. Con gà trống trả lời. Một năm trước, nơi này vẫn còn đầy đá khổng lồ và cây cối rậm rạp. Chỉ có một ngôi nhà nhỏ và nền móng của một ngôi nhà các cánh đồng mở rộng từ một vườn rau nhỏ và một nửa mẫu ruộng lúa đến hơn 30 mẫu đất canh tác. Nhà tôi giống như một trang viên hơn, và thậm chí ngôi nhà nhỏ đó đã trở thành một ngôi nhà trang trọng. Trong một thời gian ngắn như vậy, rất nhiều thay đổi đã xảy ra. Bây giờ chúng ta có ngành công nghiệp. Tôi đã thấy cái búa mà chúng tôi đã xây dựng bên bờ sông, âm thanh của nó bị nhấn chìm bởi dòng nước và tiếng chim hót. Bác Vũ và công nhân đã bận rộn rồi có khói ở hạ lưu gió thổi bay mùi hóa chất và lần đầu tiên chúng tôi tiến hành thử nghiệm sơ bộ về sản xuất thủy tinh con rắn kia vô cùng cẩn thận tôi tuyệt đối không muốn làm ô nhiễm bất cứ thứ gì nhưng mùi vị quả thật có chút khó ngửi tôi rất hứng thú với điều này hy vọng sau này có thể học được nhiều hơn nhưng tốt nhất vẫn là để cho sư phụ giải quyết một số vấn đề trước thành thật mà nói thêm một chút gì đó thêm một vài người nữa trang trại của tôi sẽ không giống như một trang trại mà giống như một ngôi làng nhỏ hơn miên điều quả thật không hổ là miên điều đại địch quan sát từ trên vai ta chị in phàn nàn rằng sư phụ đã khiến chị ấy quá bận rộn và kiệt sức để kiểm soát ngọn lửa một cách chính xác con thỏ đáng thương tôi cười cười lại lắc đầu ta nâng bó lúa mì lên đại địch cũng lấy một ít chúng tôi đi bộ trở lại kho thóc mới xây số lượng lớn thực phẩm chúng ta sản xuất đòi hỏi rất nhiều không gian lưu trữ chúng tôi đi ngang qua một cánh đồng khác nơi có một con bò cày đang nghỉ ngơi canh chừng ba con cừu và bốn con bò em yêu em có thể cày tất cả mọi thứ trên cánh đồng đó nếu em rảnh không tôi hét lên với con bò một mắt của nó mở ra sau đó gật đầu một chút để nhận ra nó chậm rãi đứng dậy và móc cái cày bằng sừng thiết bị màu vàng rực rỡ này được chạm khắc với mặt trời và lưỡi kiếm của nó đã từng là một thanh kiếm ma quỷ. Nhưng nó thực sự là một cái cày tốt. Chúng tôi tiếp tục đi ngang qua khu vườn rau, nơi một con lợn rừng khổng lồ màu đỏ rỉ sét và một con lợn nhỏ màu hồng đang bận rộn kéo mọi thứ lên, giống như một chiếc xe ủi đất sống, cẩn thận tránh gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho sản phẩm. Hai người Mập Mạp và Pippa đặt rau củ vào một hồ nước nơi một con rồng đang chờ đón chúng. Nó có đôi mắt như cá và vẫy màu xanh điện. Vox nhận được vụ thu hoạch và sau đó làm công việc của mình, một vòng xoáy nước nhẹ nhàng rửa sạch tất cả bụi bẩn và côn trùng. Đôi mắt như hạt cường của ông kiểm tra chúng cẩn thận. Bộ râu dài của ông nhảy múa dọc theo các cạnh của chúng, xem xét mọi góc độ từ mọi góc độ. Sau đó, anh ta sẽ chia chúng thành hai đống. Một đống thức ăn để ướp, qua mùa đông, một đống khác thì ăn càng sớm càng tốt. Những con cá thường tham lam thực hiện công việc của mình rất nghiêm túc. Trong khi tôi chắc chắn rằng sẽ có một cái gì đó còn thiếu, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có thức ăn ngon vào mùa đông. Đơn giản là nếu bây giờ anh ta ăn quá nhiều, sau này sẽ không thể ăn nữa. Tôi vẫy tay với chúng, chúng cũng gật đầu lại, và vốt ném cho tôi một củ cà rốt đã chọn. Tôi chia nó thành hai nửa và chia sẻ nó với đê, đi, cắn từng miếng một, và loại rau ngọt ngào này rất giòn và tươi mát những con đường trang trại quen thuộc đưa tôi đến nhà kho nơi tôi mở những cánh cửa được bôi trơn tốt và bắt đầu quá trình đập lúa mì điều mà tôi khá giỏi sức mạnh và tốc độ siêu mạnh đã cho phép tôi nhanh như bất kỳ mấy nghìn công nghiệp nào biến những gì có thể mất hàng tuần lao động thành hàng giờ điều duy nhất khiến tôi phàn nàn là hơi nóng ở nơi chật hẹp này tôi vẫn còn một vũ khí bí mật đại địch thỉnh thoảng sẽ dùng cánh của nó thổi tới cho ta một trận gió để cho ta cảm nhận được một cỗ gió nhẹ đồng thời cũng thổi đi bụi bặm trong phòng đây là việc vặt cuối cùng của tôi hôm nay tôi kiểm tra cẩn thận phòng đựng thức ăn gần như đã đầy và tôi gãi cầm mỗi ngày tôi đều tự hỏi liệu mình có thể bán thứ này ở đây hay không giống như gạo của tôi chất lượng quá cao để bán tại địa phương chỉ có thể giao cho công ty thương mại jasper thành thật mà nói nó thực sự gây phiền nhiễu để bán tại địa phương vì những gì bạn có là quá tốt nhưng đó là thực tế tôi chỉ có thể nghĩ ra cách giải quyết giải quyết từng vấn đề một tôi ngáp một cái duỗi lưng một cái và về nhà đi bất cứ khi nào tôi nhìn vào ngôi nhà mà tôi đã xây dựng tôi luôn cảm thấy một chút tự hào ngôi nhà của tôi được xây dựng theo phong cách nhật bản với mái nhà thấp được bao quanh bởi một ban công bao quanh toàn bộ tòa nhà có một sân nhỏ ở phía trước và một cabin ở hai bên để chứa thuốc và phòng tắm các cửa sổ được làm bằng kính và một bên là cửa trượt mở để cho phép gió thổi qua nhà. Tôi hít một hơi thật sâu, hưởng thụ không khí buổi tối mùa hè. Mùi thơm ngọt ngào của trái cây chín tràn ngập không khí, và những cây tôi nhận được như một món quà cưới đã ổn định và đã ra trái. Tôi đã kiểm tra những quả màu xanh lá cây và chúng đã được thụ phấn bởi những con ong của tôi. Quả đào và quả táo đã trưởng thành. Tất cả mọi thứ về những cái cây này tràn vào tâm trí tôi chúng nhận được bao nhiêu nước, tình trạng sức khỏe của chúng và khi trái chín. Đây là một khả năng nhỏ hữu ích cho một nông dân. Mặc dù tôi có thể không phải là một người Mỹ, tôi chắc chắn là một fan hâm mộ lớn của Apple Pie. Tôi vỗ nhẹ vào cây táo mà tôi đang nhìn. Daddy cũng đang kiểm tra những quả này và rất quan tâm đến những gì chúng sẽ phát triển. Ta từ cây cối xoay người, thấy được cảnh đẹp trong sân. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở bàn trong bóng râm cúi xuống để viết gì đó, cao mày. Tôi bước lên và cúi xuống bàn. Này em yêu, em có thường xuyên đến đây không? Tôi hỏi, đặt tay lên bàn. Misaki ngẩng đầu khỏi công việc của mình. Đôi mắt tím của cô ấy và cái nhìn của tôi khi cô ấy bị đánh thức khỏi suy nghĩ và sau đó cô ấy cười khúc khích. Em có thể, anh chàng đẹp trai. Cô trả lời, nháy mắt ra hiệu với tôi. Cô ấy chải mái tóc màu xanh lá cây bằng tay và tôi hôn lên mũi cô ấy. Vợ tôi mỉm cười, lùi lại và kéo dài cơ thể. Áo sơ mi của cô hơi nhô lên, lộ ra bụng bầu của cô. Bên cạnh chúng tôi, đai đi nhảy khỏi vai tôi và rơi xuống chiếc bàn bóng râm. Một con chuột nhỏ vui vẻ chào đón chúng tôi, và Rio thu dọn bàn chải của mình. Tôi đi sang phía bên kia bàn và bắt đầu xoa bóp vai cho vợ trong khi nhìn vào các hình minh họa y học khác nhau trên bàn cũng như các bức tranh của chính misaki có rất nhiều ghi chú trên đó đánh dấu các vết cắt và những nơi quan tâm tình hình thế nào em yêu tôi hỏi cô rên rỉ và dựa vào tay tôi tốt hơn một chút bây giờ tôi có một kế hoạch vững chắc nhưng tôi vẫn không dám thử hoạt động này nếu không có thảo mộc hoặc lời khuyên của bạn thuốc gây mê là hoàn toàn cần thiết nhưng giữ một người hôn mê luôn là một vấn đề cô thở dài và nhìn vào biểu đồ bao gù mà chúng tôi chăm sóc có một cái chân bị thương loại mà chúng tôi tương đối chắc chắn có thể sửa chữa được ít nhất tôi và bố cô ấy có thể làm được tôi sẽ cung cấp hỗ trợ tinh thần và một chút kiến thức của tôi về y học hiện đại nhưng cuối cùng tôi không thể làm gì cá nhân con và cha chắc chắn sẽ làm được đứa bé này sẽ sớm khỏe thôi tôi đảm bảo với cô ấy cô ấy thở dài một lần nữa nhưng mỉm cười nhìn tôi cô ấy đưa một tay ra kéo tôi lại môi chúng tôi chạm nhau sau tết trung thu đi cô lầm bầm nói thời gian trôi qua thật nhanh nó cảm thấy như thể chúng ta đã đến thăm ha chi sơn len ngày hôm qua chúng ta phải mời các hiệp sĩ dòng suối học trò của bạn bay là một chàng trai trẻ rất lịch sự cô nói gật đầu với anh ta gà trống bởi vì khen ngợi mà có vẻ dương dương đắc ý, Trương Phi là một đứa trẻ ngoan. Tôi có thể hiểu tại sao Đai Đi thích anh ta. Nhưng anh ta nên để con chó ở nhà. Tôi còn tưởng Tiết Chơ sẽ bắt cóc cậu bé lông lá này. Tôi trầm tư nói. Một con mèo thích chó. Có nhiều chuyện kỳ lạ hơn đang xảy ra. Vợ tôi cười và lắc đầu. Có lẽ chúng ta nên mua cho cô ấy một con chúng ta không thực sự cần một con chó bảo vệ cô lẩm bẩm chúng tôi không có nhưng tôi cũng thích chó vì vậy đó là một ý tưởng tuyệt vời tôi đã có những con chó trước đây một vài con chó làm việc ở nơi tôi lớn lên và một số vật nuôi đây đương nhiên là một chuyện đáng suy nghĩ có lẽ mùa xuân tới sẽ suy nghĩ về điều đó vợ tôi ngáp đẩy ghế ra và đứng dậy hôm nay đến đây thôi cô nói Tôi giúp cô ấy sắp xếp giấy tờ và cất chúng cẩn thận. Đai đi đi ra ngoài với Rio để xem nút đồ và im sitter, trong khi Memi biến mất trên lầu. Cô thay bím tóc và đi ra trong chiếc áo sơ mi flannel tự làm. Tôi ngưỡng mộ dáng vẻ của cô ấy, cô ấy cõng cái rổ sau lưng. Muốn đi cùng không? Tôi cần hái ít nấm. Tôi đã đồng ý với Tú Lan tối nay làm món xào nấm. Tôi gật đầu và nhặt một giỏ khác lên. Tôi vươn tay ra, chúng tôi tay trong tay rời khỏi phòng, cánh tay khoát cánh tay. Trong sự im lặng vui vẻ, tôi nhìn lại quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong năm nay và tất cả những gì tôi có thể làm là thích ứng với mọi thứ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Dung nhập trong đó bạn đang nghe tại truyện chấm audio mai linh luôn cảm thấy thu thập nấm là một chuyện thú vị đi dạo trong rừng tìm kiếm thức ăn luôn khiến tâm trạng cô vui vẻ mặc dù phần lớn nấm đến từ các trang trại nấm họ quyết định mở rộng tìm kiếm và cùng nhau đi dạo quanh nhà nhìn thấy trượng phu tâm thần yên ổn vẻ mặt tươi cười nàng cảm thấy vui mừng trạng thái như vậy thích hợp với hắn nhất mà không phải bộ dáng cau mày toàn thân căng thẳng của hắn ông thậm chí còn cười khúc khích một lần nữa, kể lại một cách hào hứng về trận chiến giữa hai con bọ cánh cứng sừng khổng lồ. Sấm sét màu xanh lá cây chiếm ưu thế. Quỷ đỏ có thể tồn tại bao lâu, ông kêu lên. Hai con bọ cánh cứng va vào nhau cho đến khi con nhỏ hơn chui thành công vào bên dưới con lớn hơn. Bồ, thật bất ngờ. Quỷ đỏ đã chiến thắng. Mây Lan đưa tay ra và dinh ném một cây nắm vào tay cô để giành được một cực nhỏ của họ. Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xanh của anh lấp lánh niềm vui. À, thật không nghĩ tới ta sẽ thua. Kim cười bại trận. Anh đừng quên, em là người chuyên nghiệp. Khóe miệng cô lộ ra một nụ cười trào phúng. Tiểu đệ đệ của ta có tiểu ban phái của mình, cho rằng ta không biết. Hắn hối lộ vân nhân giúp hắn, sau đó đem những thứ hắn nuôi dưỡng mang đến thanh sơn tông. Sừng của ác ma màu đỏ thích hợp hơn. Gin mỉm cười và nắm tay cô lần nữa, đi dạo trong rừng. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua tán cây chiếu xuống. Chim gõ kiến hoàng đế khổng lồ, to như chim ưng, nhìn chầm chầm vào chúng trước khi tiếp tục gõ vào gỗ. Những sinh vật thường khó tìm này không ngại ngùng ở đây, đào tổ hoặc tìm kiếm thức ăn. Vì thế, bọn họ đi dạo. Kim có rất nhiều đất đai, nhưng bản thân anh ta không hoàn toàn hiểu rõ. Anh ta mới ở đây được một năm rưỡi, và họ vẫn tìm thấy những gốc và hang động mới hoặc những tảng đá để leo lên họ tìm kiếm suối nước nóng leo cây nó giống như khi còn trẻ khi cô ấy thích đi theo anh em nhà hùng trực tiếp hơn nhưng cuối cùng họ vẫn phải về nhà họ sẽ làm bữa tối và cho cái bụng của họ ăn đó là rất nhiều công việc nhưng cô ấy chắc chắn không thể nói rằng cô ấy ghét nó họ trở về nhà và Mây Lan vẫn cảm thấy ngôi nhà này tốt hơn cung điện của Aoyama Tờ Thật kỳ lạ, nó đi ngược lại bất kỳ kế hoạch xây dựng nào khác mà cô ấy biết, tuy nhiên. Nó hoạt động. Nó hoạt động, và bây giờ cô khó có thể tưởng tượng được con sông mà không có ngôi nhà bên trong, hoặc thư viện trên lầu đáng yêu đã đầy cuộn giấy. Kim thậm chí còn nói về một thứ mà ông gọi là giếng trời, nghe có vẻ quá hấp dẫn khi họ có đủ kính trong phòng truyền đến một trận thanh âm khích lệ cùng đánh nhau. Trước đây, Mây Lan thường chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô dần quen với nó. Đề cố nhảy tới nhảy lui trong đình viện, phía sau là một tia sáng nhỏ màu bạc đen. Bạn đã tiến bộ, cô gái mèo tóc cam kêu lên, né tránh, và con chuột đã hoàn toàn bỏ lỡ cô. Nè đeo của du cố gắng đi theo cô nhưng không thành công. Đối với nàng mà nói thật sự quá nhanh, đôi mắt màu vàng của nàng thoải mái theo dõi động tác của chuột quái. Làn da trám nắng và cơ bắp của cô giãn ra khi cô di chuyển, nhảy linh hoạt xung quanh cây kim bạc nhỏ. Cô cũng mỉm cười, nụ cười của cô trông rất giống của kim. Một người bạn khác của họ ngồi xuống và nói chuyện với Pita. Gà trống trầm tư vuốt ve nhục quan của hắn, mà Tú Lan thì gật đầu với hắn. Cuộc trò chuyện của họ rõ ràng đã kết thúc, và khi cô quay lại, cô nhận thấy sự xuất hiện của họ. Đôi mắt cô sáng lên và cô đứng dậy để gặp họ. Cô ấy đang mặc chiếc áo màu xanh lá cây mà May Bèo đã làm cho cô ấy. Nếu Mai Linh phải thừa nhận với chính mình, cô ấy có chút ghen tị với Tú Lan. Một nữ nhân khác tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí so với Mai Hoa bằng hữu thời thơ ấu của Mai Linh còn xinh đẹp hơn. Ánh mắt của nàng là màu lam trong suốt, khuôn mặt tinh xảo, cao quý, làn da tái nhợt, không tì vết, tóc nâu của nàng hôm nay buộc thành một bím tóc đơn giản xúc cảm giống như tơ lụa về phần dáng người các nàng khác biệt không nói cho thỏa đáng mai linh mảnh khảnh như lau sậy tú lan là tú lan trên thực tế áo của tú lan cần gần gấp ba lần vải của mai linh kim đại sư sư tỷ nàng chào hỏi nhưng trong lời nói mang theo một loại trêu chọc mai linh trợn trắng mắt mặc dù sự tôn trọng vô điều kiện mà Tú Lan dành cho cô lúc đầu khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cũng tốt khi Tú Lan bước ra khỏi giai đoạn này. Kim chỉ vẫy tay trong khi mây lan gian rộng vòng tay. Sư tỷ đến rồi. Hồng Mai Linh này đã chuẩn bị xong bữa tối cho ngươi. Ngươi có thể bái lạy ta, cảm tạ sự hào phóng của ta. Nàng kiêu ngạo tuyên bố. Tú Lan cười cười, giọng nói trầm thấp, cùng nàng ông nhau mai linh cũng ôm lại chồng cô là một người đàn ông rất thích chạm vào và thích ôm mặc dù điều đó cực kỳ bất lịch sự mây lan chắc chắn rằng anh ta đúng cô buông tay ra mỉm cười nhìn tú lan anh thế nào rồi rất tốt sư tỷ ta cảm giác lực lượng của ta đang khôi phục tú lan mỉm cười nói ta kém không nhiều lắm lại tới tứ dai bằng hữu của nàng chỉ chỉ ngực của nàng ở dưới quần áo của nàng là một vết trách màu vàng nho nhỏ là vết thương mà những tên khốn kiếp kia tạo thành cho nàng ở phong sơn thứ kim loại trong suốt này có vẻ lành tính và hoàn hảo như làn da của chính siêu rang đây là chỗ kỳ dị của người tu hành nhưng theo như lời tú lan nói cân nhắc đến chuyện nàng đã phải chịu đựng nàng có thể tự lành đã là một kỳ tích một loại tu vi bị thiêu hủy tuy nhiên chính siêu rang đã vượt qua thử thách này cô không gặp ác mộng chút nào không giống như những cơn ác mộng thường gặp về tôn khẳng trong quá khứ mà khi bọn họ nói chuyện với nhau vào buổi tối cô rất dễ dàng mở máy hát điều này khiến cả hai cảm thấy bình yên cô ấy cư xử như thế nào mây lan hỏi quan tâm đến cách cô gái tràn đầy năng lượng hiện đang ngồi trên vai kim xử lý thiền định đề cố thiên sinh cũng rất thích ứng tú lan đơn giản nói cô ấy không phàn nàn thậm chí không di chuyển tôi phải thừa nhận rằng tôi có một chút ngạc nhiên nhưng cô ấy rất tốt ít nhất là tốt hơn so với em trai nhỏ những lời cuối cùng của cô mang theo sự chế giễu chó cho tới bây giờ cũng không am hiểu ngồi mai linh lắc đầu vỗ vỗ tay được rồi bây giờ bắt đầu làm bữa tối cô hạ lệnh tất cả mọi người lập tức hành động nhiều người đồng thủ chuyện dễ dàng nếu đề cố hoặc tú lan có thể cắt tất cả nguyên liệu trong vài giây bữa tối luôn được chuẩn bị rất nhanh mà tẩy mã lan luôn rất nhiệt tình giúp cô lấy nước mai linh bắt đầu luyện tập đao công của mình nàng là nữ chủ nhân của cái nhà này nàng cũng không thể bị so sánh hoàn toàn cô ngâm nga những bài hát nhỏ trong căn bếp nhộn nhịp nhà bếp này lớn hơn nhiều so với bất kỳ nhà bếp nào khác mà cô biết nhưng với một con lợn ba người một con cá một con chuột và một con khỉ nó bắt đầu cảm thấy hơi chật chội sau khi rời đi đón con trai cô vừa làm việc vườn ngâm nga một bài hát nhỏ đề cô cũng ngâm nga theo thanh âm hơi lạc điệu nhưng tràn ngập nhiệt tình mai linh lấy chảo xào từ trên bếp xuống ngửi thấy mùi thơm bay tới sau đó đưa cho con khỉ đang chờ ở cửa cô ấy vẫn đang thích nghi với con khỉ này hỏa đằng là một sinh vật yên tĩnh dành gần như toàn bộ thời gian bên cạnh viên pha lê kỳ lạ đó thỉnh thoảng giúp đỡ việc nhà mai linh còn đang suy nghĩ về anh muốn biết làm thế nào để anh mở rộng trái tim đây là chuyện sau này chẳng mấy chốc tất cả thức ăn đã được chuẩn bị và họ chuyển bữa tiệc ra ngoài và chiếc bàn khổng lồ được đặt bằng vàng một cái bàn đủ cho sáu người một con lợn rừng to bằng một ngôi nhà nhỏ một con rồng một con bò và một vài con vật khác và không gian còn lại mây lan đặt thức ăn lên bàn và ngồi vào vị trí của mình vâng có vẻ tốt tôi đã thực hiện một số cải tiến cho búa một giọng nói đầy thú vị mai linh nhìn về phía đó bao ngọ ngồi trên vai cổ nhân vui vẻ ngồi trên vai hắn lưu bao giang đang ở giai đoạn thiếu niên vụng về và có vẻ như cơ thể hầu hết là tứ chi anh vừa gầy vừa cao nhưng cánh tay và chân vẫn có sức mạnh bởi vì anh vẫn kiên trì với chương trình rèn luyện của môn phái bọn họ Tóc anh hơi xanh, có chút gợn sóng, lông mày cũng tương đối dày. Đứa trẻ có vẻ hạnh phúc lạ thường. Kim Đê chấm u kéo anh ta ra khỏi phòng rèn hầu hết các đêm, và đứa trẻ này luôn bận rộn điều chỉnh đường ống và búa rèn. Cảm ơn bao ngọ, cổ. Mấy bánh răng kia làm tôi đau đầu muốn chết. Chồng cô trả lời, gật đầu với họ. Cổ nhân gật đầu, đặt thứ hắn đang ôm xuống. Thanh mai trúc mã của hắn thoạt nhìn không tệ tất nhiên anh ta vẫn trông hơi giống một con khỉ nhưng mái tóc mai cắt tỉa và mái tóc ngắn khiến anh ta bớt buồn cười hơn anh ấy thậm chí đã trở thành một người đàn ông thực sự tiểu cổ lại có thể đuổi tới một vị tu hành giả tất nhiên nếu lưu tương hoa làm tổn thương anh mai linh sẽ theo đuổi cô đến tận cùng thế giới nhưng theo như cô biết người phụ nữ này đã liều mạng vì họ kế tiếp đến là người mây nam nhân như hồ liên ngồi xuống ngáp một cái đuôi ngựa của hắn có chút lộn xộn dưới mắt có chút túi mắt tôi đã làm xong nhóm cuối cùng rồi em gái anh thở dài ông đang đề cập đến một tập hợp các hình ảnh mà ông đã ghi lại cho mây lan cho thấy các loại cây thuốc và nấm khác nhau những hình ảnh này sau đó được chuyển sang giấy và hơi thở của lao mang thúc đẩy quá trình này mai linh tỉnh táo lại cảm ơn người mây cô nói nhưng một thanh mai trúc mã khác của cô vẫy tay và làm một cử chỉ mơ hồ. Không có việc gì. Hắn thì thào tự nói, hiển nhiên rất mệt. Cậu đặt thanh kiếm lên ghế, gần như vô tình rót cho nó một tách trà và đặt nó trước mặt nó. Thanh kiếm, được gọi là Summer Sky, phát ra âm thanh mà Mây Lan chỉ có thể hiểu là hạnh phúc. Người cuối cùng đến là một con rắn có sẹo bỏng nặng, mất một mắt và bị thương cột sống anh ta cưỡi một con thỏ màu bạc trong hơi đen rắn tên là mạng điều thỏ tên là âm lần lượt là thợ thủy tinh và thỏ mặt trời một sự thỏa mãn thầm lặng phát ra từ con rắn trong khi con thỏ có vẻ hơi khó chịu khi người cuối cùng đến tất cả đều ngồi vào chỗ của mình gia đình tụ tập ăn tối kim nhìn họ với một nụ cười trên khuôn mặt và chỉ gật đầu mặc dù có những ngày mọi người đều bận rộn hoặc tự mình giải quyết vấn đề bởi vì bọn họ đông đúc nhưng ít nhất mỗi tuần có một lần bọn họ cùng nhau ăn tối như thế này mai linh để cuộc đối thoại diễn ra xung quanh cô mọi người bắt đầu nói chuyện truyền thức ăn cho nhau tổng thể hưởng thụ thời gian tốt đẹp này mà mặt trời cũng đang từ từ lặn xuống cừu và bò ăn cỏ gần đó âm thanh của cuộc trò chuyện đi kèm với tiếng chim hót và tiếng ong vo ve cô liếc về phía chồng và thấy một cái nhìn xa xôi trong mắt anh người đang nhìn mọi người ở đó anh nhận thấy ánh mắt của cô và cười với cô mai linh mỉm cười đáp lại hắn gật đầu quay lại nhìn mọi người ánh mắt tràn đầy thâm tình và kiên định vùng đất này đầy sức sống nó đang đập nó rung động chảy dọc theo các lớp đường màu vàng nhận thức của người quan sát luôn chạm nhẹ vào sự xoay vòng của năng lượng khoảng cách lịch sự quan sát những thứ rộng lớn và khó nắm bắt ngay cả lúc này chúng vẫn rung động theo nhịp điệu quen thuộc chúng hoạt động và mạnh mẽ hơn năm ngoái tuy nhiên năng lượng của trái đất đang chậm lại mặc dù nhỏ bé nó có thể cảm nhận được trong các giác quan của mình khí quyển cùng ô vuông tràn ngập sinh mệnh lực cùng lực lượng mặc dù không có yếu bớt nhưng mạch đập lại đang chậm lại nó đã sẵn sàng một lần nữa chuẩn bị cho cái lạnh bao phủ mặt đất mất lá cho cây chuẩn bị cho sự ngừng phát triển gần như tất cả. Người quan sát gật đầu và hài lòng với tất cả những gì anh ta nhìn thấy. BID, đệ tử đầu tiên của Đam Ma Tram Vĩ Đại, mở mắt và nhìn lên bầu trời đêm, phía trên treo cao một vần trăng công đã biến mất, treo cao trên bầu trời. Thật là may mắn khi được chứng kiến chu kỳ thứ hai trên trái đất. Ông chú ý cẩn thận đến sự khác biệt và tương đồng, cố gắng đào sâu sự hiểu biết của mình. Một giờ trôi qua, anh vẫn ngồi thiền trên mái nhà nhưng các giác quan của anh luôn cảnh giác với những xáo trộn có thể xảy ra ông chịu trách nhiệm tuần tra ban đêm và bảo vệ đàn cừu khỏi những kẻ dám làm hại chúng mặc dù hắn hầu như không bao giờ phải đề phòng như vậy nữa những con thú này bây giờ dường như biết rằng không nên tấn công chuồng gà bởi vì hàng ngàn đồng loại của chúng đã bón phân cho đất không họ đang ở chỗ của họ chủ nhân vĩ đại của ông ra lệnh cho họ có thể có được sự phong phú của rừng và đồi, vì điều đó không chỉ dành cho họ, vì vậy, trong vùng hoang dã, tránh xa việc thuần hóa móng quốc sắc của chủ nhân, chúng ẩn nấp và bận rộn hoàn thành chu kỳ của chúng. Vì vậy, về cơ bản, BID có thời gian để nhìn lên mặt trăng vào những đêm này và suy nghĩ về sự thay đổi của trái đất và các pha của mặt trăng. Đó thực sự là một cuộc sống tuyệt vời bid cau mày và thấy chủ nhân vĩ đại của mình bước ra khỏi chuồng gà mạnh mẽ của mình với một cuộn giấy và một cây gậy gỗ trong tay chủ nhân của anh ta nhìn lên và thấy bid đang ở đâu vẫy tay với anh ta và dựa vào bờ sông chủ nhân của hắn mở quyển trục ra cẩn thận xem xét sau đó đem nó đặt ở trên một tảng đá bày ra tư thế tốt bid rất hứng thú với cách anh ta sử dụng gỗ để đá gai cậu biết chủ nhân vĩ đại của mình luyện tập quyền pháp mỗi ngày với tinh thần siêng năng và tinh tế, BID cũng đang cố gắng bắt chước, nhưng cậu chưa bao giờ thấy cậu sử dụng gai như sung Ken. Hắn im lặng ngồi xuống, mê muội quan sát. Sư phụ hít một hơi thật sâu và bắt đầu tư thế đầu tiên. Động tác trên người hắn thoạt nhìn có chút không đúng. Không phải là chúng sai, vì BID có thể thấy rằng chúng được thực hiện đúng. Nhưng những hành động đó dường như không phù hợp với anh ta nó dường như không phù hợp với cơ thể của bạn chủ nhân vĩ đại của anh ta trông không thoải mái và khó chịu khi thực hành kỹ thuật kiếm chủ nhân của anh ta dừng lại trong khi thực hành các động tác võ thuật và nhìn con dao với một cái cau mày có vẻ như anh ta sắp đặt nó xuống hắn hít một hơi thật sâu sau đó lại bắt đầu pita biết rằng thế giới này không nhân từ hắn biết hành vi của tang lực ý đồ của hắn đối với tú lan cùng với việc hắn bắt cóc ông biết rằng thế giới này chứa đựng nhiều nỗi sợ hãi và việc tự bảo vệ mình là điều cần thiết tuy nhiên trong khi bid đang theo dõi chủ nhân của mình và quá trình đào tạo của mình anh ta bị xúc động bởi một cảm giác mất mát nhẹ thật đáng tiếc khi một đôi tay sáng tạo giỏi như vậy bị buộc phải nuôi dưỡng sự hủy diệt con gà trống quay đầu nhìn lên bầu trời anh ta không muốn nhìn lại những nếp nhăn trên khuôn mặt chủ nhân của mình anh ta đang điều chỉnh lại bản thân pita đứng dậy ngày mai hắn sẽ gọi đề cố và âm tỷ tỷ cùng nhau luận bàn. Nhưng đêm nay, Pita nhẹ nhàng nhảy lên, trở thành một bóng ma lặng lẽ không một tiếng động. Ông rơi xuống cột trụ khổng lồ của pha chấm ERA. Ham. Hắn, giống như những đồng bạn khác, chỉ là miễn cưỡng khôi phục một ít thực lực. Đó không còn là một lựa chọn nữa. Chủ nhân của nó tìm đường đến chiến tranh. BID thề với chính mình miễn là anh ta có tiếng nói, chủ nhân của anh ta sẽ không bao giờ phải sử dụng những phương tiện này. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Rượu cồn tìm tòi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vào buổi sáng sớm, Pha Biết đã hoàn thành nhiệm vụ thiên liêng nhất của mình leo lên cây đậu phía trên ngôi nhà tráng lệ của chủ nhân mình pita mở miệng và kêu gọi mặt trời mọc quả cầu ánh sáng rực rỡ này một lần nữa mang lại ánh sáng cho thế giới giọng nói của anh vang vọng giữa những ngọn đồi xuyên qua không khí là một nốt nhạc tinh khiết không nghiêm khắc như những người bình thường của anh tiếng ca của hắn vang vọng khắp nơi tất cả sinh linh đều nghe theo hắn ca tụng hãy nói với họ pita ông chủ vĩ đại hét lên từ cửa sổ và ngôn ngữ kỳ lạ và bí truyền của ông đã hoàn thành nghi lễ buổi sáng kéo dài gần hai năm. Bích cúi đầu và cúi chào chủ nhân của mình, đứng dậy khỏi giường cùng với các bậc thầy chữa bệnh vĩ đại. Frank tỉnh dậy. Viju tỉnh dậy từ vị trí bên dưới chiếc áo vét của Pita. A Dực và Nút Đồ Snet thường ở lại với họ, nhưng cả hai đã dành cả đêm để hoàn thành một cái gì đó cho chủ nhân vĩ đại. Khi Pita đến thăm họ tối qua, con rắn đã hoàn toàn đắm chìm trong công việc và ánh sáng thủy tinh nóng chảy phản chiếu vẫy màu xanh lá cây lấp lánh của nó Pita ta dừng lại một lúc kinh ngạc trước niềm đam mê và quyết tâm của con rắn ai dực làm việc bên cạnh anh có vẻ là bộ dạng vui vẻ nhất mà anh từng thấy tuy rằng điều này có chút tiếc nuối bởi vì trên người thỏ ấm áp mà buổi sáng bắt đầu trở nên hơi lạnh bất quá canh cánh trong lòng cũng không có ý nghĩa gì khi ta quan sát từ trên cao, năm người đàn ông bước ra từ một ngôi nhà từng là chuồng gà đầu tiên của chủ cậu. Anh em chung cô và chị Bi Hoa, ngôi nhà được gọi là khu người hầu, đã ra ngoài đúng lúc. Tiếp theo là Hùng Huynh Đệ và Lưu Bá Vũ mới gia nhập. Người trẻ tuổi dụi mắt, dựa vào Xuân Khả Huynh để bước đi. Sự khập khiển của anh ấy sáng nay rất nghiêm trọng, nhưng trong mắt Pita, anh ấy có vẻ rất vui vẻ trong khi cằn nhằn. Từ trong rừng đi tới chính là chị em Tai Gu, người tự mình quyết định tuần tra cuối cùng. Cùng với nàng, ba con cựu cũng đi tới. Ngư bối bối từ trong minh tưởng dưới bóng cây đứng dậy, chậm rãi đi về phía chuồng gà lớn. Một con rồng khổng lồ nằm trên bờ sông biến thành một con cá và trượt xuống nước với một âm thanh khó chịu. Họ ăn cùng nhau, như thường lệ, một bữa ăn ngon được chuẩn bị bởi các bậc thầy vĩ đại, các bậc thầy chữa bệnh và các chị em Tây Loan. Những ngày cuối cùng của mùa hè là một niềm vui. Cùng với mọi thu hoạch, bữa ăn trở nên tinh xảo hơn, khẩu vị và vị cũng ngày càng phong phú. Khi anh em nhà Vax dùng rau xào chay và bánh mì kẹp mứt, trông giống như được hợp nhất với thiên đường. Bữa sáng vẫn được tổ chức như thường lệ. Họ chào hỏi, chuẩn bị, dần dần tỉnh táo. Những người khác vây quanh một tấm bảng đen lớn trên tường, nhìn vào bảng nhiệm vụ để xem có điều gì cần làm không. Hoặc thêm điều gì đó mà họ nghĩ đến vào ban đêm. Sau khi ăn uống no đủ, tất cả mọi người đi ra sân trước bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Dung chấm di e n luyện kiếm. Beru duỗi chân ra. Kim quan của Nhật tổ lóe lên. Tư thế của bậc thầy vĩ đại, thông thường anh ta có thể dễ dàng hoàn thành hai lần, lần này trở thành năm lần. Động tác của hắn nhanh hơn, hắn tập trung hô hấp. Cẩn thận quan sát, Tita có thể cảm nhận được hơi thở ý niệm của chủ nhân, ấm áp mà khiến người ta an ủi những động tác này tốt hơn nhiều. Pita có thể thấy rằng anh ta càng làm tư thế hung hăng hơn, cú đánh càng tệ hơn. Theo quan điểm của Pita, những động tác này không phù hợp với chủ nhân của cậu. Pita nhíu mày, nhưng tạm thời không nói lời nào, nghi thức buổi sáng đã hoàn thành. Ta đi hồng dược ốc xem thử, xem có ai cần đồ đạc trong nhà hay không. Vân nhân tuyên bố, bọn họ đều chuẩn bị chân chính bắt đầu một ngày mới. Ngươi xác định sao? hôm nay hẳn là tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Chủ nhân vĩ đại nói. Dung chấm in cười toe toét. Các ngươi có thể giải quyết tất cả vấn đề, bảo đảm hương vị đối với ta tốt hơn một chút. Hắn bướng bỉnh nói, phất phất tay, cất bước nhẹ nhàng đi lên con đường nhỏ. Vị chủ nhân vĩ đại mỉm cười và nhìn Dung chấm in rời đi. Nhưng Pita nhận ra ánh mắt của hai người bạn đồng hành cả Tigu và Silan đều nhận ra ý định của đại sư phụ. Hai người phụ nữ lặng lẽ nhìn chầm chầm vào bóng lưng của chủ nhân, với vẻ mặt chăm chú. Vì vậy, Pita lắc đầu và ra hiệu cho họ. Hai người phụ nữ gật đầu. Họ có rất nhiều điều để thảo luận. Rượu. Rượu mạnh. Rượu. Người ta nói rằng con người đã phát minh ra nông nghiệp chỉ để có được một nguồn cung cấp rượu ổn định. Rượu ngon, hương vị khác nhau nó thực sự là món quà tốt nhất của thời kỳ này, nếu bạn chưng cất đủ tinh khiết, hay là một chất khử trùng mạnh mẽ. Và những gì tôi đang làm chính là giai đoạn cuối cùng của thứ này. Mọi thứ đều ổn, Kim Sư Phụ. Biu -gu nói với tôi khi kiểm tra ống đồng lần cuối. Đây là công việc của hắn, mà bên kia là quách nhân xây dựng những ống dẫn giúp hắn lắp ráp. Cảm ơn, bá Vũ, tôi nói với đứa trẻ, dường như nó vẫn chưa chắc chắn nên nhận lời khen như thế nào hắn đỏ mặt, gãi sau đầu, quách nhân vỗ vỗ bả vai hắn. Để tôi nói cho bạn biết, thật tuyệt khi có một người thực sự biết cách sử dụng ống để lắp ráp thứ chết tiệt này cho tôi. Beru biết đại khái cách xây dựng toàn bộ lò luyện rượu mạnh. Anh ấy vẫn là một người nghiệp dư và tự học, nhưng anh ấy có những ý tưởng tuyệt vời và một thợ rèn đam mê. Blackin of the Red Medicine House Vì vậy, cái bình chưng cất bằng đồng khổng lồ xinh đẹp ở đồng ruộng đã được xây dựng. Cô ấy lớn và xinh đẹp, màu đồng ấm áp dễ thương được đánh bóng trong cabin của mình, và một dòng sông nhỏ chảy qua cung cấp nước sạch. Woodblock, Wathia, Ryo và Megumi đã trở thành thành viên trong nhóm của chúng tôi và giúp tạo ra mấy chân cất này. Đại địch, đề cổ và Tây Loan thì đi nơi khác. Dự án nhỏ của tôi bắt đầu khoảng một tuần sau khi chúng tôi trở về từ Opposite. Một dự án đơn giản đưa tôi trở lại trạng thái. Tuy nhiên, tôi không bắt đầu với cái máy chưng cất này tôi đã chọn một dự án dễ dàng hơn nhiều rượu mật mật ong nước và men thực sự là một trong những điều đơn giản nhất nhưng giống như tất cả các sản phẩm rượu nó đơn giản để tìm hiểu nhưng khó thành thạo trên thực tế bạn chỉ cần hòa tan mật ong trong nước sau đó thêm men và chờ đợi nhưng ma quỷ nằm trong chi tiết các loại men tỷ lệ nước mật ong và thời gian lên men đều ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng. Tất nhiên, một điều nữa rất quan trọng, đó là sự sạch sẽ của môi trường, nhưng vợ tôi có thể nhìn chầm chầm vào vi khuẩn cho đến khi chúng chết, vì vậy phần này rất nhẹ nhàng. Là một người mới tương đối, tôi quyết định làm một vài lô. Hai lô ong từ cái mà tôi gọi là tổ ong bên ngoài. Những con ong này sản xuất mật ong từ những con ong trông rất bình thường. Nó ngọt ngào, vàng và hoàn hảo cho nhu cầu của tôi một chai là rượu mật bình thường một chai khác bỏ thêm chút đào biến thành rượu mật mà không phải rượu mật ông thuần túy nhưng những thuật ngữ này một lô mật ông khác đến từ những gì tôi nghĩ là tổ ông của chúa tôi chắc chắn rằng những con ông trong tổ ông đó là một loài kỳ lạ mà tôi chưa từng nghe nói đến trước đây chúng lớn hơn tất cả các loài ông khác một số gần gấp đôi kích thước của những con ông thợ khác nữ hoàng Vajira cũng rất kỳ lạ. Cô ấy thường bị nhìn thấy lắc lư bên ngoài. Thật kỳ lạ khi các tổ ông mạo hiểm để lộ các thành viên có giá trị nhất của họ. Đặc biệt là kể từ khi tôi thường thấy anh chàng ngu ngốc này bị mắc kẹt trong phòng tắm. Có lẽ cô ấy thích thêm nhiệt, nhưng tôi thực sự không thể hiểu được. Megumi và Su.LAN cũng không biết. Dù sao đi nữa, những con ông kỳ lạ, lấp lánh này rất ngoan ngoãn mật ong của chúng cũng rất tuyệt vời. Mật thô gần như tốt như si, rô cây thích. Họ có những chai riêng biệt. Sau khi đun nóng hỗn hợp nước và mật ong, được gọi là hỗn hợp, nó đi vào bình chứa cho đến khi nó nguội đi một chút trước khi thêm men. Sau đó thì sao? Chờ đợi. Chờ đợi và bắt tay vào một dự án khác. Máy chân cất. Beru và Ansin đã giúp tôi lắp ráp mọi thứ một cách chính xác. Bạn tôi và đứa trẻ này giỏi hơn tôi trong lĩnh vực này và Beru quan tâm đến cấu trúc cơ học của toàn bộ thiết bị. Mây Linh quan sát xung quanh chiếc bình bằng đồng và sử dụng khí của mình để làm sạch mọi thứ một lần cuối cùng. Cho nên, sau đó chúng ta từ từ đun nóng, là có thể tinh luyện thứ chúng ta cần. Tự như luyện đan lô như vậy, hoặc là giống Thương Nguyệt Hồ thành cổ đại kiến trúc sáng tạo. Tôi không biết. Tôi dễ dàng thừa nhận nhưng chắc chắn nó không phải là tốt. Điều đó được cho là tinh khiết hầu như bất cứ điều gì. Nó chỉ là chơi với các điểm sôi, bạn phải loại bỏ một số trong số họ. Hương thơm đầu là độc hại. Tôi khuấy bể hỗn hợp trong khi nó đã được đặt trong một tuần rưỡi và bong bóng cuối cùng rơi xuống mức mà tôi cảm thấy có thể chấp nhận được. Tôi muốn làm vodka, vì vậy cơ sở là khoai tây. Mặc dù hầu hết vodka hiện đại được làm từ lúa mì vợ tôi dừng việc kiểm tra các máy chân cất đồng có độc trong thanh âm của nàng mang theo ngữ khí có chút hưng phấn tôi nghe thấy những câu hỏi không rõ ràng trong lời nói của cô ấy và phản ứng của ryo trước sự phấn khích của một thứ nguy hiểm có lẽ đáng lo ngại nhưng cha megumi sẽ không làm điều gì thực sự làm tổn thương chúng ta nhưng chơi chút phấn ngứa vẫn có thể và cô ấy thực sự có thể xử lý một số methanol và những thứ tương tự tôi đã định vứt nó đi nhưng chúng ta có thể giữ nó tôi nghĩ vậy tôi quyết định megumi vẫn cảm thấy không vui với chuyện song phong quyết đấu sản xuất vài thứ không tốt sẽ làm cho nàng cảm thấy khá hơn một chút có một số thứ tôi không thể chạm vào trong hiệu thuốc cảm ơn rất nhiều Megumi có thể vui vẻ mô tả chất độc chết người như thế nào và những nỗ lực của cô để làm cho nó thậm chí còn chết người hơn, đó là một chút đáng sợ. May mắn thay, cô ấy có một hệ thống phân loại tốt để những thứ đó không bị lẫn vào bất kỳ loại thuốc thực sự nào. Megumi. Cô ấy rất nghiêm túc về vấn đề này và thay vì tức giận vì tôi sợ nhầm lẫn mọi thứ, cô ấy mời tôi kiểm tra lại để đảm bảo rằng phân loại của cô ấy ổn. Quay lại chương trình DC Layling. Hỗn hợp đã sẵn sàng, mấy chân cất đã sẵn sàng. Chúng tôi chỉ chờ một điều cuối cùng. Chúng nó chuẩn bị xong rồi. Một thanh âm không phải là thanh âm truyền đến. Nó thì thầm nhẹ nhàng trong gió, tràn đầy khí, còn mang theo một tia tự hào. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 chừng cất khí. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi quay sang hướng tiếng rít của con rắn, đang cưỡi trên con thỏ bạc âm hộ. Cô ấy đang kéo một chiếc xe nhỏ bọc vải về phía chúng tôi. Trong xe là chiếc ly thủy tinh đầu tiên mà tôi quỷ thác. Rắn và thỏ được trả tiền cho công việc của họ, giống như tất cả mọi người, nhưng tôi có cảm giác mơ hồ rằng số tiền tôi đưa cho hầu hết các loài động vật đã được gửi lại vào tiền tiết kiệm của chúng tôi chúng ta có thể sử dụng bình gớm nhưng thủy tinh là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn duy trì hương vị tinh khiết chiếc xe nhỏ được bao phủ bởi một miếng vải con rắn có một chút bí ẩn ở cuối nhưng bây giờ nó dường như đã sẵn sàng để cho thấy những gì nó đã làm tôi gật đầu với hắn cuối cùng đã sẵn sàng để trình bày tôi hỏi một cách thân thiện con rắn mỉm cười cái này chỉ là luyện tập ra anh ấy xin lỗi vì chất lượng lô tiếp theo sẽ tốt hơn tôi có thể nghe thấy sự tự hào khiêm tốn trong giọng nói của anh ấy đây là những điều tối thiểu mà chủ nhân của tôi có thể chấp nhận được con rắn rít lên nhưng tôi rất biết ơn vì tôi vẫn còn nhớ phương pháp của anh ấy cảm ơn anh xà và âm tôi nói rồi cầm lấy ly thủy tinh rắn cúi đầu cúi đầu thỏ thì sáng lạng mỉm cười lão già buồn bực này lại cười lần nữa mặc dù tôi phải là ngọn lửa này dùng từ chú ý xà thân thiết nói cuối cùng chúng tôi đã sẵn sàng tôi đổ khoai tây nghiền vào và chúng tôi châm lửa thành thật mà nói nó hơi nhàm chán mấy chân cất được làm nóng từ từ và rượu bắt đầu bốc hơi do điểm sôi thấp hơn của nó nó được truyền qua một ống đồng và ngưng tụ lại cho đến khi nó trở thành rượu nguyên chất tuy nhiên Điều đó không ngăn cản Megumi và Quắc In ngồi sổng xuống và say mê nhìn chất lỏng trong suốt chảy ra từ ống và rót vào ly. Thứ đầu tiên xuất hiện là chất độc, tiền chân cất. Sau đó là hét siêu, có vị rất tệ. Tôi đã quên bao nhiêu tỷ lệ chất lỏng khác nhau tôi thường nhận được mỗi lần chạy, vì vậy tôi chỉ có thể biết khi nào tôi bước vào giai đoạn chân cất tim bằng hương vị. Điều này có thể làm cho hiệu ứng của lần chạy đầu tiên này hơi tầm thường. Bất quá ta cũng không thèm để ý, bởi vì xét cho cùng đây chỉ là một thử nghiệm. Tôi sẽ sản xuất nhiều hơn trong tương lai. Tôi rót ra cho mỗi chúng ta một ít, tinh chất của trái tim, đó là tinh chất của việc chân cất. Quách nhân khát vọng nếm thử, mà Mỹ Mỹ chỉ vương ngón tay chấm một chút. Cho dù cô mang thai, chút lượng này cũng không thành vấn đề. Khi cảm giác nóng bỏng tập kích hắn, quách nhân hơi lùi bước một chút, mà mũi Mỹ Mỹ nhăn lại hai người bọn họ đều nhíu mày, chép miệng nếm thử. Hoa hoa và khối gỗ cũng nếm thử một ngụm nhỏ, cả cẩn thận xem xét đồ uống trong ly. Mì và âm ngửi một ngụm. Thỏ nhún vai trong khi con rắn lượn vòng và giữ chiếc cốc bằng đuôi. Im lặng một chút. Ách. Ừm, cảm giác rất nồng, hơn nữa rất trơn. Nhưng trên thực tế không có mùi vị gì. Quách nhân có chút mơ hồ nói, nghe có chút thất vọng. Mỹ Mỹ thoạt nhìn cũng không có quá nhiều hứng thú. Khối gỗ chỉ nhún vai. Hoa hoa thì nghiêm túc suy nghĩ một chút đồ uống, ăn một quả mộng hắn tìm được ở đâu, sau đó lại uống một ngụm, gật đầu. Thật ra cũng không nên có mùi vị gì. Tôi uống một ngụm, cảm giác được thiêu đốt. Bạn có thể điều chế nó theo những cách khác và sau đó lão hóa nó trong thùng, nhưng thứ này lẽ ra không có mùi gì cả. Phải sử dụng cẩn thận. Một con người có thể rơi xuống đất chỉ với một chai nước. Mì sợi nói. Tuy nhiên, tôi nghĩ một số người có thể coi đó là một lợi thế. Vâng, vấn đề vĩnh cửu của rượu chân cất. Nó quá mạnh hoặc không đủ mạnh. Quách nhân nhìn qua qua, hắn đưa cho một quả mộng. Anh ta lấy và nếm thử. Một số người sẽ thích nó, nhưng... Tốt, tôi bắt đầu thích nó một chút, anh thừa nhận. Quả mộng làm cho nó tốt hơn, nhưng sau đó, tại sao không làm rượu trái cây trực tiếp? Chúng tôi có thể, tôi nghĩ. Về cơ bản chúng tôi có thể chưng cất bất cứ thứ gì. Lần sau chúng tôi làm rượu quả mọng và tập trung hương vị ở đây. Quách nhân gật gật đầu, mà hoa oa cũng có vẻ rất hưng phấn. Thành thật mà nói, đó có thể là một ý hay hơn. Tôi không bao giờ thích vốt ca trừ khi nó được pha loãng với nước trái cây đến mức nó không thể nếm được chuẩn bị một ly cocktail cho ngày lễ có thể là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi vẫn còn ít đá. Nó được giữ lâu hơn tôi mong đợi và tất cả các loại trái cây đều tươi. Sẽ vui lắm đấy. Vòng chân cất đầu tiên về mặt kỹ thuật vẫn thành công. Một tiếng ho khàn khàn vang lên từ phía sau chúng tôi. Tôi nhíu mày, bởi vì Buru gần như làm rơi một trong những chiếc cốc, và anh ấy đã lén uống một ngụm. Các ngươi làm sao có thể uống cái kia? Bá Vũ 16 tuổi thở hổn hển nói. Tất cả chúng tôi đều cười. Lần đầu tiên tôi uống cũng có phản ứng tương tự. Được rồi, làm đồ uống lễ hội coi như không có trở ngại. Bất quá, chúng ta thử quán ba mật ong xem. Hiện tại hẳn là đã làm xong rồi. Tôi lấy từ kho ra hai cái thùng, một cái là mật ong từ tổ ong của Kim Cương, một cái là mật ong bình thường. Tôi mở cái thùng ở kiên công sờ honeycomb và ngay lập tức bị mùi hương đánh trúng. Mùi mật ong ngọt ngào. Nó lấp đầy mũi tôi, say sưa và mạnh mẽ đến nỗi tôi cảm thấy nước miếng chảy ra. Tôi thực sự ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, sau đó mới quay đầu lại. Điều này hoàn toàn không tương phản khi so sánh với mùi của vodka từ máy chân cất. Mỹ Mỹ cứng ngắc ánh mắt quách nhân trừng lớn. Hoa hoa và khối gỗ cũng trở nên cảnh giác cho dù là ta cũng có thể cảm giác được trong đó tràn ngập khí tức cái này hoặc là ý nghĩa ta trở nên am hiểu hơn cảm ứng khí tức hoặc là vật này tràn đầy khí tức xét thấy ta cũng không có thật sự tốn thời gian huấn luyện để cảm ứng khí tức tốt hơn tôi cẩn thận múc chất lỏng màu vàng kim ra tất cả chúng tôi đều đứng đó bưng cốc lên mùi vị mãnh liệt trong rượu mật tản mát ra khí tức càng thêm nồng đậm tôi nếm thử một miếng Linh đang dược màu vàng theo cổ họng trượt vào. Thật phấn khởi. Vừa nóng vừa mát. Tôi cảm thấy sức mạnh tràn ngập tứ chi và những khối vàng rơi vào dạ dày, lan rộng khắp khu vực cốt lõi của tôi. Chúa ơi, tôi nói đơn giản, cảm thấy hơi choáng váng. Điều đó. Thật ngọt ngào theo một cách nào đó. Mỹ Mỹ chỉ thè lưỡi, hai mắt mở thật to. Cô ấy quay sang tôi. Kim, người chồng thân yêu nhất của em tại sao anh lại làm điều này khi em không thể uống nó? Mây hỏi, nhìn chầm chầm vào cái lọ với vẻ thương tiếc. Cô cắn cắn môi, quay đầu, khắc chế bản thân. Nhưng cũng có những người không bị ám ảnh như vậy. Tôi bắt được Wathia trước khi anh ta cố lao vào thùng. Đôi mắt hắn mở to, sau đó nhận ra mình đang làm gì. Con cá ho khang một tiếng, lơ lửng trong tay ta, thoạt nhìn có chút xấu hổ. Ta nghĩ chúng ta có thể sẽ tự mình giữ lại cái này. Ta nhìn cái thùng nguy hiểm kia nói. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Mờ ảo mê vụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rất thú vị, hết thảy đều bắt đầu từ nhất thời cao hứng, có lẽ cũng là vận mệnh an bài một người đàn ông kỳ lạ trông hơi giống một kẻ lừa đảo đôi mắt cáo xảo quyệt và một anh chàng hơi thô lỗ giống khỉ cầm một tấm biển thông thường lưu bá vũ sẽ đi thẳng qua nhưng thứ anh nhìn thấy khiến anh hứng thú những bức chân dung lớn trông rất sống động ngoài ra còn có các tùy chọn bắt rôn khác bá vũ mỉm cười trong phòng riêng của em gái anh đã treo một bức chân dung của Beru, có thể được nhìn thấy bất cứ khi nào ai bước vào Người ta nói rằng ánh mắt của anh ta trở nên căng thẳng mỗi khi cha anh ta đi kiểm tra việc tập luyện của Sam Phao. Vì vậy, anh quyết định tạo ra một bức chân dung lớn hơn và chân thực hơn. Một món quà đùa cho hương hoa, cũng là phản kháng nho nhỏ của chính hắn. Biết được trợ thủ của sư phụ hình ảnh lại là người đàn ông mà em gái ông ta từng gặp, hơn nữa nghe nói ông ta còn rất có mị lực, điều này làm cho ông ta có chút khiếp sợ. Người đàn ông đó trông giống như một con khỉ nhưng em gái hắn vẫn có chút thưởng thức kỳ quái, từ bá vũ xem ra, quách nhân này tự hồ cũng không phải là một tên xấu xa. Một cuộc gặp gỡ tình cờ khác là khi cậu leo lên bậc thang của đấu trường stand up tiết. Hai người đàn ông không ngạc nhiên về cơn đau chân của anh ta hoặc coi anh ta là một người tàn tật hoàn toàn. Quách nhân để cho hắn tự mình đi, dùng lực lượng của mình. Hắn chỉ để bá vũ đi theo bước chân của mình. Đó là điều gần gũi nhất với tình bạn của anh ấy trong một thời gian dài và họ cùng nhau bình luận về cuộc chiến của các học viên. Sau đó, em gái hắn, Đề Cốc sư hổ đấu với Lưu Hương Hoa. Nó được gọi là một trong những tốt nhất của trò chơi, không có đối thủ cạnh tranh. Ở nơi đó, hai thành viên sơ giai cảnh chiến đấu như tu sĩ trong vực sâu. Các đệ tử thể hiện ra lực lượng giống như các trưởng lão Bích lĩnh. Họ nói rằng điều này sẽ được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Cha hắn, bị lưu đầy. Bá Vũ, một lần nữa được tiếp nhận vào tông môn. Không có gì đáng kể so với người đàn ông tuyên bố chân của mình có thể chữa lành. Đúng vậy, bá Vũ sẽ đi cùng chúng ta. Vợ ta sẽ xem chân hắn một chút. Kim sư phụ đơn giản nói với trưởng lão băng văn của tông môn mê vụ hồ hắn cũng không phải đang hỏi người này, mà là đang thông báo cho hắn. Bá Vũ không nhìn được có chút ghen tị với Kim Sư Phụ. Hắn có thể thuận miệng nói, sự tình có thể như hắn mong muốn. Băng văn trưởng lão liếc bá Vũ một cái, trong mắt có vài thứ. Nhưng hắn lập tức đầu hàng. Đương nhiên, Kim Sư Phụ. Chiếu cố tốt thiếu tông chủ của chúng ta. Hắn đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Bá Vũ thiếu chút nữa cười nhạo. Hắn không ngốc. Anh biết tất cả những gì họ muốn là lò hơi của anh. Nếu như Hương Hoa có thể chiến đấu giống như ở vực sâu, như vậy các trưởng lão có thể làm gì đây? Đây đối với tông môn bọn họ mà nói là một lực lượng không gì sánh kịp. Mặc dù thua Tigu Lion Tiger, nhiều người coi đó là một biểu hiện mạnh mẽ, đặc biệt là khi nhiều người tin rằng Tigu Lion Tiger là con gái của sư phụ Kim. Người đàn ông bước vào và nói với mọi người những gì đã xảy ra. Sau khi lần đầu tiên nhìn thấy bản phát thảo lò hơi của Beru, anh tuyên bố Beru là một thiên tài. Xác nhận. Hương Hoa bất cứ lúc nào cũng có thể tới bái phỏng. Kim sư phụ tiếp tục nói, anh luôn được chào đón bất cứ lúc nào. Khuôn mặt của em gái anh là một chiếc mặt nạ lịch sự, nhưng Beru có thể cảm nhận được sự tự mãn bên trong cô. Đương nhiên, Kim sư phụ. Kim sư phụ gật đầu, rời khỏi bá vũ đi thu dọn hành lý lúc đầu họ mang theo rất ít một chiếc xe đẩy nhỏ cho bá vũ những người khác đều chạy bá vũ cảm thấy có chút xấu hổ khi kim sư phụ hùng mạnh nhất xe đẩy lên như một con vật chở hàng nhưng quách nhân chỉ nhún vai đó là cách kim làm mọi thứ trái tim của em gái anh một người bạn của buru nói jim shenshi thậm chí không đề cập đến hoặc nói nhiều về bản thân mình nhưng Buriu đã học được rất nhiều về việc Jin Shensi là người như thế nào trên đường đi. Không chỉ qua lời nói của những người nói về ngài, mà còn qua hành động của ngài. Kim sư phụ là tất cả mọi thứ mà cha ông sẽ nói là không phù hợp. Dễ cười và không quan tâm đến nghi thức. Lòng tốt. Đối với một người tu luyện mà nói, điều này là vô giá trị, người tu luyện phải lộ ra tư thái giống như sương mù cho người khác. Vô hình, không thể nắm chắc, cho đến khi tiết lộ ý đồ. Điều này làm cho Buriu cảm thấy một niềm vui đen tối khi sư phụ Kim hoàn toàn áp đảo tên khốn đó. Cuộc hành trình rời khỏi đỉnh stand kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự kiến của Buru. Hắn luôn cảm thấy đây là một giấc mộng kỳ quái, hắn tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nhưng cuối cùng, họ đã đi đến cuối một con đường. Lúc đầu, Buru tưởng tượng ra một số loại cảnh giới ẩn, nhưng thực sự chỉ là một trang trại. Một trang trại có một con rồng có thể biến thành cá và con rồng cầu xin Beru cho nó thức ăn thừa. Những ngày đầu tiên về cơ bản được trải qua trong một loại bối rối. Anh ta không hợp. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng điều khiến anh ta cảm thấy xa lạ là rất nhiều người đang cố gắng làm cho anh ta cảm thấy được chào đón. Không ai mong đợi bất cứ điều gì từ anh ta. Anh ta là khách. Bà Mỹ Linh, bà cười nhạo ông bất cứ khi nào ông gọi bà là bà kiểm tra chân ông mỗi ngày và Uinti Vali hướng dẫn ông về những gì bà nghĩ là sai. Riju luôn ở bên cạnh để giúp đỡ chủ nhân của mình. Cô cho dành thời gian để đảm bảo rằng anh ấy cảm thấy thoải mái. Anh quách nhân và đề cốc cho anh tham quan trang trại. Anh ta đã thấy điều gì đó kỳ lạ. Giống như Thái Tiểu Thư, thiếu nữ hoa của Thanh Thúy Đao Phái, ở trong bếp làm việc nhà. Lợn rừng khối gỗ tìm cho anh quả hạch và quả mộng để ăn, món quà nhỏ có vị rất ngon mỗi sáng cô piva mang đến cho chàng một bộ quần áo gấp sẵn thảo luận về thành phần thủy tinh với một con rắn anh quách nhân và sư phụ kim đã sửa sang lại một ngôi nhà vì lợi ích của anh ta là một vị khách đáng kính và là một bệnh nhân không ai trong trang trại mong đợi anh ta làm bất cứ điều gì nhưng bản thân bá vũ có chút đứng ngồi không yên rồi một ngày một tuần sau khi họ đến Kim sư phụ gọi ông đến xưởng rèn. Cây búa khổng lồ luôn là một cảnh quan. Beru đã nhìn thấy nó một lần trước đây ở thành phố Kusangi, và thứ khổng lồ này luôn trông rất tuyệt vời. Nhưng tốc độ dòng sông ở hồ sương mù quá chậm, vì vậy những chiếc búa này vô dụng ở đó. Kim sư phụ ngồi đó, nhìn chầm chầm vào một tờ giấy. Đôi mắt anh ta tập trung và nghiêm túc. Anh ta nhìn chầm chầm vào nó một lúc và cuối cùng thở dài. Thang ôi, tôi thực sự không biết mình đang làm gì ông nói lắc đầu và nhận thấy buru tôi đã cố gắng tạo ra một cái gì đó để cho bạn thấy hơi nước được sử dụng để làm gì nhưng tôi rất tệ trong việc này anh thừa nhận không che giấu và đưa cho buru tờ giấy bánh xe bá vũ tò mò hỏi bức tranh trông hơi giống cái búa đó không chính xác là cái búa đó nhưng có một cái bình kỳ lạ ở một đầu bá vũ mở to hai mắt nhìn vâng đó là cơ chế cơ bản đó, anh chỉ vào cái búa. Nhưng không cần sông chảy xiết, chỉ cần nước. Sử dụng hơi nước để xoay bánh xe, không phải nước. Điều đó không có tác dụng với một học viên. Nhưng với một người bình thường thì không. Anh nói anh thích suy nghĩ mọi thứ, đúng không? Tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng tôi cần ai đó giúp tôi thực hiện chúng. Diêu Triệt là một người giỏi, nhưng anh ấy có việc của riêng mình để giải quyết anh nghĩ sao anh có thể giúp tôi một tay không lần đầu tiên trong đời anh không phải em gái mình mà là một người khác nhờ anh giúp đỡ không phải vì anh ta có thể làm cho sư phụ kim mạnh mẽ hơn vì anh ta không thể mà vì anh ta nghĩ nó rất thú vị câu trả lời duy nhất bá vũ có thể đưa ra sư phụ kim mỉm cười và đưa cho ông một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng tốt đầu tiên là bài giảng an toàn hắn vui vẻ nói Luôn đội mũ bảo hiểm khi vận hành máy móc hạng nặng, hãy bảo vệ đầu của bạn. Đó là một bài giảng kỳ lạ. Nhưng Buriu chăm chú lắng nghe, bởi vì sư phụ Kim nói rằng nếu ông không nghe, ông sẽ loại bỏ quyền sử dụng búa của Buriu. Vì vậy, anh ta đội chiếc mũ vàng của mình và bịt tai lại. Khi búa tạ đập xuống, tia lửa bắn lên thật đẹp. Anh ta đã hoàn toàn làm hỏng phần kim loại đầu tiên. Diêu triệt thợ rèn trong thôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với việc hắn chỉ biết làm đường ống và ốc vít nhỏ nhưng người đàn ông lớn tuổi này rất vui khi dạy anh ta lưu bá vũ tỉnh dậy bên cạnh là một con heo đầu hơi đau một con gà trống nhỏ giọng kêu lên bá vũ nhíu mày nghe có vẻ không ổn không đủ mạnh gần như làm cho người ta cảm thấy nhục nhã mà im lặng ông hít một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của quả mộng và hoa hôm nay là piva khối gỗ thì càng giống như là hơi thở bùn đất ấm áp anh ta có thể phân biệt được hai con lợn bằng mùi vì anh ta thường ngủ với chúng khuôn mặt của mẹ anh xuất hiện trong tâm trí anh lần này và có vẻ hơi bất mãn một chút bất mãn nhưng cô ấy không thể làm gì về nó bá vũ mỉm cười tâm tình rất tốt cũng nhìn kỹ chính mình anh ta không nằm trên chiếc giường mềm mại mà sư phụ Kim và đại ca đã làm cho anh ta. Thay vào đó, anh ta hơi đau vì nằm trên gỗ. Cảm giác quen thuộc này. Anh thường ngủ thiếp đi trong khi làm bếp hơi nước trên bàn làm việc của mình, vì vậy anh đã quá quen thuộc với cảm giác này. Thay vào đó, anh khá chắc chắn rằng anh đang nằm trên sàn ngay bây giờ. Anh tập trung, cố gắng nhớ lại buổi tối hôm đó. Pita, Tegu và cô Choi cô ấy bảo anh ta gọi cô ấy là su rang trở lại sau những gì họ đã làm và sư phụ kim mời họ một ly bá vũ nhớ tới âm thanh tú lan phát ra khi nếm rượu mật mà đỏ mặt mùi vị rất ngon nhưng có thật không anh đã từng nghe một giọng nói tinh khiết hơn nhiều một lần anh và em gái đi ngang qua một nhà thổ trong thành phố hắn khẽ lắc đầu cố gắng làm cho ý niệm kia biến mất sau đó dung ren đại ca trở lại có vẻ như rất quan tâm đến một cái gì đó, và sau đó anh ta có một ly, có nghĩa là những người khác cũng có một ly. Bá Vũ cũng lặng lẽ uống một chén. Một ly sẽ không làm tổn thương và hương vị thực sự tốt, nhưng sau đó mọi thứ trở nên mờ nhạt. Ông nhớ đã được đưa đến một tổ ong để mọi người có thể ca ngợi nó và những con ong trong đó. Tiếp theo Tú Lan hát một ca khúc phi thường bị ổi về con lừa, mà lúc này Mỹ Linh phu nhân người tỉnh táo duy nhất thì ở bên cạnh phụ họa piva đang nhảy múa đứng trên hai chân sau xoay tròn một cách duyên dáng mặc dù thỉnh thoảng vẫn lắc lư sau đó bá vũ liền ngủ thiếp đi hắn rốt cục mở mắt hơi lóe sáng nhìn quanh bốn phía người đầu tiên anh nhìn thấy là madame maylin với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và một tinh thể ghi âm len keng nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh cô ánh mắt bá vũ chuyển hướng nụ cười của nàng siêu rang nằm trên mặt đất nước miếng chảy xuôi và ngáy và cô ấy xem dung ren như một chiếc gối áo sơ mi của cô hoàn toàn mở rộng khuôn mặt và khuôn mặt của dung chấm in được vẽ nguệt ngoạc đao mang đáng sợ đặt tigu vào một vị trí ừm lúng túng khi cô lẩm bẩm ông anh tigu có vẻ hơi khó chịu vì cô ấy đã thức dậy nhưng có vẻ như cô ấy không thể làm gì được với số phận của mình ngoài một chút vật lộn cô ấy sẽ rất dính sau khi say tigu thì thầm một cách bất mãn mỹ linh phu nhân chỉ là cười lạnh bởi vì thái tú lan lại bắt được một người sư phụ kim nằm trên mặt đất gối lên đùi cô ấy về mặt kỹ thuật được bao quanh bởi những chiếc khóa cổ khủng khiếp được tạo ra bởi đôi chân của siêu răng. kim sư phụ vẫn ngáy như cũ cho nên bá vũ đoán hẳn là không sao chứ trên mặt hắn vẽ vài bộ phận sinh dục nam bá vũ đoán đầu sỏ gây nên là mỹ linh phu nhân từ bút lông trong tay nàng suy đoán ra Cô nhìn về phía bá vũ, nhếch miệng cười. À à, ngươi tỉnh rồi, tiếp theo đến lượt ngươi, nàng vui vẻ nói, bá võ thở phào nhẹ nhõm. Không khó để xóa mực, nhưng anh ta không muốn bị ghi lại theo cách này. Anh ta cau mày, đau đầu cố gắng đứng dậy. Đi uống chút nước, được không? Mỹ Linh phu nhân hòa ái nói cho hắn biết. Nếu cơn đau đầu kéo dài, tôi sẽ điều chế một số thứ cho bạn. Bá Vũ gật đầu, gian nàng đứng lên. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một khối vật chất màu nâu đỏ nhô ra sông như một tảng đá kỳ lạ. Bá Vũ khó khăn đi vào bếp. Anh ta lấy một cái cốc và dừng lại để ý thấy một đôi chân lộ ra dưới đĩa nướng, mà sư phụ Kim gọi là đĩa nướng. Biết Trang Nghiêm nằm ngửa với đôi chân thẳng đứng trong không khí, được hỗ trợ bởi Ly Du và băng Ni Dung. Dung mặc áo di, Lê và Lê Du đeo vòng cổ tất cả chúng đều được tẩm một nửa rau quả đã ăn nguyên nhân hôm nay hắn thanh âm nhỏ như vậy là như vậy a à, bá vũ thì thào tự nói sau đó đi vào hà giang phích giai chào đón anh ta trong hình dạng của một con cá dựa vào cạnh đá của sàn nhà với một cánh tay cơ bắp vươn ra từ bên cạnh cơ thể với một xúc xích lạnh trong miệng và một ly nước trái cây trong tay con rắn chỉ uống ly nước của hắn chào buổi sáng Beru nói con cá cười đắc ý cánh tay kia phốc một tiếng chào hỏi hắn một dòng nước dâng lên từ dòng sông và đổ vào cốc bơ ru làm dịu cơn khát của mình ông xoay sở để trở về phòng chính và ngồi xuống bàn mỹ linh phu nhân đã để cho những người khác chỉnh tề ngồi xuống mặc dù đại đa số mọi người vẫn đang ngủ kim sư phụ đã tỉnh đang vui tươi hớn hở nhìn tác phẩm của thê tử chỉ còn một người mất tích đại ca đâu bá vũ nhìn chung quanh nhìn kìa. Mỹ Linh phu nhân chỉ chỉ phía trên. Bá Vũ mờ mịt nhìn chầm chầm người đàn ông bị trói trên trần nhà. Tôi phải đi ngủ đây. Bá Vũ quyết định. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Thương lộ cố sự. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio quách nhân xoa xoa cánh tay híp mắt nhìn ca ca của hắn có một chút mất phương hướng khi thức dậy bị treo trên trần nhà nhưng họ cũng không giữ anh ta ở đó lâu khi tìm ra thủ phạm hắn sẽ nhanh chóng trả thù anh cắn một miếng cơm trưa phớt lờ mọi người xung quanh trên bàn chật ních người giờ phút này mọi người so với bữa sáng càng thêm đói bụng ông đã nghĩ rằng đó là một vở kịch độc ác của em trai mình và trông rất phấn khích khi ông trở lại nhưng bây giờ đã là giờ ăn trưa và em trai anh vẫn cư xử hơi kỳ quặc sau đó anh và megumi thì thầm với nhau và bây giờ cô ấy dường như cũng cảm thấy rất hào hứng về một cái gì đó cô luôn len lén ném tới ánh mắt tính toán khi anh xoay người chuông báo động vang lên trong đầu hắn anh cảm thấy họ đang thở sâu sau lưng như thể hai cái bóng đang lớn dần chờ đợi điều gì đó hai kẻ săn mồi đang theo dõi con mồi của chúng nhưng hắn là một thợ săn và địa ngục, hắn sẽ không gục ngã dễ dàng. Hắn cùng ca ca đối diện. Giữa bọn họ có một cuộc đọ sức ý chí. Vân nhân nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Rồi thằng khốn đó cười toe toét. Quách nhân cảm thấy một trận mồ hôi lạnh chảy xuống lưng. Ý định của họ tràn ngập không khí và guo.gen đã sẵn sàng chiến đấu. Cái bàn lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn trận này yên lặng đỏ sức kim sư phụ nguyên bản vẫn lâm vào trầm tư ở trong bát khuấy canh cá của hắn phá vỡ bầu không khí khẩn trương em biết không chúng ta nên làm gì đó cho tết trung thu anh nói ngẩng đầu nhìn cái bàn im lặng sự chú ý của mọi người từ bọn họ chuyển sang kim sư phụ bầu không khí dịu đi và anh có thể thấy suy nghĩ của anh trai mình cũng sụp đổ cùng lúc làm gì cho lễ hội đúng vậy năm nay bọn họ quả thật không có chuẩn bị gì thông thường làng rất bận rộn và bận rộn nhưng ở đây họ tránh xa mọi thứ chỉ uống rượu lười biếng và chỉ làm những công việc cơ bản nhất làm chuyện gì mỹ mỹ hỏi thông thường nếu là người từ nơi khác tới bọn họ sẽ chỉ mang thức ăn đến tôi không biết những điều thú vị giống như winter general hoặc xe trượt tuyết tôi làm cho ngày đồng chí ít nhất là một cái gì đó trẻ em sẽ thích. Quách nhân nhíu mày. Một con quái vật tuyết có kích thước bằng một ngôi nhà lớn và một chiếc xe trực tuyết chứa đầy quà tặng. Sư phụ Kim quả thật không hề dè dặt khi quyết định muốn vui vẻ. Quách nhân thích loại cố chấp này, nhưng có đôi khi Kim sư phụ có chút quá đáng. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ thì... Ừm, thực ra nghe cũng không tệ lắm. Sẽ rất tuyệt nếu có quà cho mọi người nó có thể rất thú vị để làm điều đó. Nếu như không thể thỉnh thoảng làm chút chuyện ngốc nghếch, như vậy cường đại lại có ý nghĩa gì đây? Có câu chuyện nào quan trọng về lễ hội này không? Chúng ta có thể lấy cảm hứng từ nó không, thầy Kim hỏi. Mỹ Mỹ nghiêng đầu. Vâng, chúng ta có thể làm một cái gì đó về trang E. Tiên mặt trăng là nguồn gốc của lễ hội này. Thì ta dường như bị sốc khi nghe điều đó, trong khi sư phụ Kim tỏ ra rất hứng thú. Chang E. Điều đó nghe có vẻ quen thuộc, nhưng tôi dường như chưa nghe toàn bộ câu chuyện. Điều gì về sự tách biệt của cô ấy với người yêu? Anh hỏi. Sa như Chang E. Bít này biết cụm từ, nhưng tôi không biết tại sao nó được nói như vậy. Gà trống nói, vuốt ve vương miệng của mình. Nữ thần mặt trăng. Thỏ cũng ở đây. Khối gỗ lẩm bẩm. Ồ, nếu họ sống ở đó, họ chắc chắn có rất nhiều thực hành bánh trung thu. Wathia à này sẽ chấp nhận cống nạp của họ khi anh ta nhận được một miếng của mình. Con cá không ngoan vuốt trâu của mình từ thùng. Các ngươi đều chưa từng nghe qua chuyện xưa này. Mỹ Mỹ hỏi. Sư phụ Kim, chắc chắn ngài đã nghe điều đó, tôi đã nói với bọn trẻ năm ngoái, vào thời điểm đó. Cô dừng lại, suy nghĩ. Anh đang nói chuyện với cha tôi lúc đó. Đúng vậy, không thể không giải thích với cha vì sao con còn chưa cầu hôn ông ấy. Kim sư phụ xấu hổ gãi hai má. Mỹ Mỹ gật đầu, hít sâu một hơi. Tốt. Vậy thì vây lại đây, ta sẽ kể chuyện xưa cho các ngươi. Mỹ Mỹ tuyên bố. Kim sư phụ tự hồ rất hưng phấn, đồng dạng là đề đốn cũng vậy. Họ nhanh chóng dọn dẹp các món ăn, và ngay cả khi món ăn thừa được xử lý nhanh hơn bình thường, Wathia đã trở nên quan tâm đến vua của Phò mát Sau khi dọn dẹp bàn xong, Mỹ Mỹ ngồi xuống, vỗ vỗ chân của mình. Cả Tê Tông và Block đều bắt đầu tiến về phía trước, cố gắng tranh giành vị trí đáng thèm muốn này. Họ dừng lại và nhìn nhau. Block nhìn Tê Tông với vẻ hy vọng. Người phụ nữ trẻ mỉm cười thân thiện và chấp nhận thất bại. Khối gỗ loạn choạng đi tới, đặt cầm lên đầu gối Megumi, thoải mái thở hổn hển. Kim sư phụ và những con vật khác ngồi trước mặt Mimi, trông giống như một đám trẻ háo hức được nghe những câu chuyện buổi tối. Mỹ Mỹ cười cười, vuốt ve tông đen của hát trư. Cô hắn giọng và bắt đầu kể. Megumi biết rõ câu chuyện này như lòng bàn tay, dù sao cô cũng là con gái trưởng thôn, bình thường phụ trách ngày lễ đặc biệt này. Quách nhân biết nàng đã chuẩn bị tốt, nàng có thể phải nói toàn bộ thiên. Bây giờ, hãy lắng nghe câu chuyện về quá khứ xa xôi này, câu chuyện của hàng Nga xinh đẹp và tốt bụng và chồng cô ấy. Chiến binh bất khả chiến bại Hu y hãy lắng nghe truyền thuyết của họ, câu chuyện của nữ thần mặt trăng, nghe lễ hội được tổ chức vì lợi ích của Hu Y. Quách nhân ngồi xuống, lặng lặng nghe chuyện xưa này. Anh trai anh nằm thông thả, đá chân và nhắm mắt lại. Tú Lan ngồi bên cạnh bì oa, chỉ nghe được một nửa, bá vũ thì ở phía sau lót mấy cái gối, lấy ra một cái bàn chải, cũng chỉ nửa tâm nửa ý lắng nghe. Mười mặt trời kiêu ngạo mọc lên, cơn thịnh nộ của họ thiêu đốt trái đất và mang lại đau khổ, không ai có thể che giấu dưới ánh mắt nóng bỏng của họ. Đó là một cách tuyệt vời để có thời gian tốt. Mỹ Mỹ kể toàn bộ câu chuyện, dùng phương thức truyền thống. Mà không phải phiên bản cắt giảm mà bọn nhỏ thường nghe được. Hậu nghệ bắn xuống mặt trời tàn sát bừa bãi đại địa thật sự là làm người ta kính sợ. Còn phần tình yêu thì sao? À, quách nhân nhớ rõ so với trên thực tế còn nhàm chán hơn có lẽ ông ấy đã già nhưng bây giờ ông ấy thích câu chuyện này hắn có thể hiểu hậu nghệ suy nghĩ của anh hướng về một cô gái xinh đẹp đang cười với anh dưới ánh trăng hu y là một người đàn ông thực sự sẵn sàng từ bỏ cuộc sống vĩnh cửu và ở lại với vợ mình đáng tiếc phong Mông chết tiệt muốn phá rối ý đồ ép buộc thường nga cho hắn tiên đan kia trong hỗn chiến hằng nga bị thương trí mạng đánh cược một lần cuối cùng nàng uống hết tiên đan Nhân vật phản diện bị từ chối, nhưng chiến thắng của Trang E là đau đớn. Cô phải rời khỏi trái đất và lên thiên đường. Nhưng cô đã chọn mặt trăng vì đó là nơi gần chồng nhất. Tết Trung Thu hàng năm, hậu nghệ đều dân tế phẩm cho hàng Nga, từ đó mở ra ngày lễ này. Khi câu chuyện kết thúc, sư phụ Kim mỉm cười. Ta nghĩ ta có chủ ý, hắn cười nói, sau đó chỉ vào quách nhân. Hơn nữa ngươi phải chịu trách nhiệm. Hắn vui vẻ nói. Quách Nhân chỉ vào mình, có chút hoang mang. "Này, cậu nói cậu thích xây dựng. Vậy thì hãy xây dựng một cái gì đó." Guo.GEN cảm thấy một giọt mồ hôi chảy ra từ thái dương và hơi lo lắng về việc bị đẩy bất ngờ vào ánh đèn sân khấu, nhưng anh gật đầu và tò mò về những gì sư phụ Jin đang nghĩ. Một giờ sau, Quách Nhân hưng phấn bắt đầu phát thảo. Ngày hôm sau, hắn đứng trước mặt mọi người anh ấy đã làm việc suốt đêm nhưng khi anh ấy vẽ ngày càng nhiều thiết kế mọi thứ bắt đầu có trật tự hắn có ý tưởng một cái gì đó có thể xứng đáng với câu chuyện của chan e hy vọng vậy hắn hít một hơi thật sâu tê tông tôi có một số thiết kế sơ bộ cần sự giúp đỡ của bạn để khắc tê tông cảm thấy phấn khởi khi được đề cập đầu tiên đúng vậy sư đệ nạn nói xong hành lễ quân đội quách nhân gật đầu đưa cho nàng một tờ giấy nàng lập tức tập trung nghiên cứu dung nút đồ các cậu có thể phụ trách màu sắc không anh hỏi anh trai anh gật đầu con rắn cúi đầu đôi mắt lấp lánh và bắt đầu thì thầm công thức nó dễ dàng hơn anh ta nghĩ kim anh hỏi quay sang người đàn ông ân ừ, lão đại kim hăng hái bừng bừng hỏi phần này là của anh anh ra lệnh hết sức có thể. anh đưa qua một tờ giấy khác có hướng dẫn. kim nhìn kỹ rồi gật đầu. trong quá trình giao nhiệm vụ, một số căng thẳng biến mất. pita và dung được giao nhiệm vụ. uta và megumi vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của họ khi anh giải thích những gì anh cần họ làm. cuối cùng, đến phiên tú lan. khi hắn tiến về phía nàng, tinh thần nàng rất cao. lan lan, người có chút vô dụng cho nên ngươi cứ làm những gì ngươi muốn đi hắn nói cô đột nhiên ủ rũ có phải vì em treo anh lên trần nhà không cô hỏi không tôi chỉ đùa thôi anh có thể khoan đã anh đã làm thế sao cái này chậm trễ không quá một giờ cuối cùng khi họ bắt đầu làm việc siêu rang có một vết buồn trên mông quách nhân kiểm tra dây lưng phần eo của khối gỗ buộc kỹ sẽ không buông lỏng anh tuyên bố sau đó lui về phía sau một bước cái này không tồi quách kim đứng bên cạnh bị oa tuyên bố mọi người trong trang trại đã tập trung lại và sẵn sàng lên đường các khối gỗ thở ra vui vẻ dưới gánh nặng của mình ông đội một chiếc mũ đỏ trên đầu và một tòa nhà nhỏ trên lưng nó được thiết kế bởi guo ren nó trông chủ yếu giống như một ngôi đền một tòa nhà hình vuông với bốn mặt Mặt trước được chạm khắc hình ảnh hu y, trong khi ba mặt còn lại được mở, cho thấy một hình trụ được chạm khắc với các mẫu câu chuyện. Các hình trụ, trong khi xoay, làm cho các chạm khắc trên nó trông giống như họ đang di chuyển. Phần này thuộc về bá vũ phụ trách. Nó được tạo thành từ những tưởng tượng của anh trai mình và kính màu của mì, được trang trí với rất nhiều thức ăn mà họ mang đến cho lễ hội, lúa mạch và lúa, khoai tây, còn có một đống cà rốt và hành tây. Và rượu đừng quên rượu mặc dù không có rượu mật đặc biệt nhưng những loại rượu khác cũng mang theo thi va đứng bên cạnh khối gỗ đầu cô ngẩng cao và khuôn mặt cô lấp lánh vẻ vui sướng cô ấy phụ trách một vấn đề nhỏ hơn nhiều nhưng không kém phần quan trọng cái này chứa đựng hình tượng hằng nga cùng trượng phu chia lìa nhưng đưa tay về phía hắn khi chúng được đặt cạnh nhau chúng sẽ tạo thành một chạm khắc với hai tay chạm vào nhau mỹ mỹ đối với sự thêm vào này cảm thấy tán thưởng những người yêu nhau cuối cùng cũng được đoàn tụ đề đốn đứng bên cạnh quách nhân gật đầu người đối với chi tiết nắm chắc tương đối khá quách huynh nàng tuyên bố chúng ta sau này còn phải hợp tác quách nhân đỏ mặt gãi gãi ót đối với lời khen ngợi mình nhận được khi nhìn thấy thành phẩm còn có chút xấu hổ ông ấy đã thiết kế chúng nhưng chỉ sau khi sư phụ kim cho ông ấy một ý tưởng với những bản vẽ đơn giản có chút khó khăn để đảm bảo mọi thứ phù hợp với nhau một cách liền mạch nhưng sư phụ kim có thể làm điều đó nếu ông ấy quyết định có thể nhưng cách của kim sư phụ luôn có chút kỳ lạ tự như hắn đại khái biết chuyện gì xảy ra nhưng không biết làm sao thực hiện nhưng thật tuyệt khi có ai đó tin tưởng vào kỹ năng xây dựng của anh ấy thậm chí là một nửa nếu thành thật mà nói ba ngày qua khá bận rộn, nhưng vẫn rất vui khi làm việc với mọi người trong sân. Nghe tiếng chà nhám và gõ, mọi người yêu cầu các công cụ của nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Ngay cả hầu đằng cũng ngừng theo dõi viên tinh thể và giúp tê tông điêu khắc một số thứ. Tay của hắn thế nhưng phi thường linh hoạt. Thật thú vị khi làm đốc công, và khi anh trai gật đầu và vỗ nhẹ vào lưng anh ấy. Guo In thở phào nhẹ nhõm. Anh trai anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang làm rất tốt. Vân Nhân chưa bao giờ lừa gạt hắn. Nếu anh ta nghĩ xấu, anh ta sẽ nói. Thay vào đó, tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ là sự đánh giá cao. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Mỹ Mỹ xấu hổ thanh âm truyền đến. Khi bọn họ xoay người rời khỏi hình tượng hằng nga, Tú Lan đối với Mỹ Linh cười nhạo. Hai má Mỹ Linh phím hồng triều. Mỹ Linh nói để đốn hẳn là lấy Tú Lan làm người mẫu lấy mỹ mạo hàng Nga vô song tốt hơn. Ngược lại, nữ nhân này thoạt nhìn càng giống Mỹ Linh, so với bất kỳ một bức tranh hàng Nga nào hắn từng thấy đều rắn chắc hơn một chút. Hoa Hoa là người cuối cùng đến, nhảy nhót xuất hiện trong thùng của hắn. Đây là cách đi lại thông thường của con cá, đầu của anh ta lộ ra và guo chấm nghĩ rằng con cá chỉ lười biếng. Mặc dù một con cá trong một cái bình sành là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng nó không quá kỳ lạ so với một con rồng. Vì thế, bọn họ khởi hành. Tê Tông và Kim nhảy lên phía trước. Pita ngồi trên đỉnh của vật gỗ chở hàng Nga, giống như đang bảo vệ người phụ nữ này. Beru ngồi trên xe đẩy phía sau khối gỗ, cùng với nút đồ, dung và hu Tên. Tú Lan, Nhật Tổ và Mỹ Linh nói chuyện với nhau. Thậm chí bối bối cũng đi theo, nhàn nhã đi theo phía sau bọn họ. Trang trại sẽ trống rỗng hôm nay, nhưng Kim sẽ trở lại vào buổi sáng của lễ hội để kiểm tra nó, chỉ trong trường hợp. Động vật có đủ thức ăn và nước uống, vì vậy nó sẽ ổn thôi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Hồng Sa Phòng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên con đường bằng phẳng, bọn họ nhàn nhã tiến lên. Họ dừng lại và đi vòng ra khỏi đường họ ăn trưa dưới một cái bóng lớn họ nhớ lại thời gian xây dựng con đường nhiều tháng trước cười đùa về công việc họ tiếp tục đi dọc theo con đường dưới ánh mặt trời giữa trưa màu sắc bắt đầu thay đổi và màu đỏ và cam của cây bắt đầu xuất hiện khi họ đi được nửa đường anh trai anh lại bắt đầu cười toe toét nhưng guo ren chỉ phớt lờ anh không thể là chuyện xấu chứ kỳ thật vân nhân có thể làm kịch tệ nhất là cái gì sau đó, hồng dao ốc ngay trước mắt. Những ngọn đồi xanh và cây cối ở thung lũng Na Winti. Mùi khói bếp, cùng với tất cả những ngôi nhà nhỏ nét mình dọc theo cánh đồng. Nhà của đại tộc trưởng, cùng với kho thuốc bên trong. Từ đường cổ trên đỉnh núi. Ông có thể thấy mọi người đang bận rộn, sống cuộc sống của họ và chuẩn bị cho lễ hội. Tòa nhà đã được treo đầy đồ trang trí màu đỏ và anh cũng có thể nhìn thấy trưởng làng Hong Hyun làm việc với họ quê hương của anh mang lại cho anh một cảm giác hoài cổ mặc dù anh có thể đến thăm gia đình bất cứ khi nào anh muốn nhưng bây giờ nó trông như thế nhỏ bé hắn từng đi ra thế giới gặp qua thương nguyệt hồ thành cùng đối phong người tu luyện chiến đấu qua ông đã từng nghĩ rằng tất cả các cánh đồng ở đây tất cả các góc đều rất lớn nhưng bây giờ đột nhiên nó trở nên rất nhỏ gần như là cổ điển tuy nhiên đây vẫn là nhà Họ nhanh chóng được chú ý khi họ đi dọc theo con đường. Bọn trẻ rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào chúng. "Họ đây rồi!" một giọng nói trẻ kêu lên. Những đứa trẻ đang đá xung quanh một quả bóng đã dừng trò chơi của chúng giữa tiếng la hét của Hong Hyun. Sau đó bọn trẻ đồng loạt xông lên. Gin cười cất bước, một trận tuyết lở nho nhỏ đụng vào hắn. Quách Nhân cũng đi theo, bọn nhỏ không để ý tới vân nhân gần đây mới trở về. Chẳng mấy chốc cả hai đều được bao bọc bởi những đứa trẻ hoan nghênh trở về quách huynh rất vui được gặp lại bạn một đứa trẻ nói từ vai của mình treo ở đó mà không cần nỗ lực cô có chuyện gì muốn kể cho chúng tôi không một cô gái di kỳ vội vàng hỏi quách nhân nhếch miệng cười thật là một sự chào đón anh hùng những đứa trẻ rất vui khi gặp anh ấy và điều đó thật tuyệt vời xin chào đại hậu tử bỏ đi bọn trẻ là lũ quỷ chào guo ren ngắt lời họ nhưng cuốn sách hư hỏng nhảy ra khỏi vai anh ta và chạy trong khi cười quách nhân đuổi theo đứa nhỏ này vẫn theo sát hắn mà tiếng chạy và tiếng la hét của sách từ vui vẻ trở nên khủng hoảng khi quách nhân bắt được mắt cá chân của hắn những đứa trẻ khác bị treo trên lưng anh treo hò khi guo ren nắm lấy anh ta lấy danh dự mà chết sách tuyên bố Quách nhân nhìn tiểu ác ma không biết hối cải này. Nhưng ngươi vẫn chết. Quách nhân đánh trả, ném đầu hắn xuống ruộng lúa còn chưa khô ráo. Cuốn sách rơi xuống đất, giả vờ như mình vừa bị một vết thương chí mạng. Quách nhân liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại. Kim vẫy cánh tay cơ bắp của mình với ba đứa trẻ treo trên đó, trong khi tê tông khoác lên vai ti ăn, một cô gái gầy gò với tàn nhang. Tú Lan nhận lấy một cái vương miệng dùng rơm trả bệnh thành, do một tiểu cô nương vừa yên tĩnh lại điềm đạm nho nhã giao cho nàng cuối cùng bơ bước xuống khỏi xe đẩy có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng con trai út của hông hi un đứng đối diện anh bá vũ gật gật đầu hi un chạy đến và nhảy lên bá vũ tiếp được hiền hơi tốn chút sức nhưng vẫn duy trì cân bằng nhếch miệng cười với đứa nhỏ này lần này ngươi đứng vững đại ca hiền vui vẻ nói bá vũ đắc ý nói Đương nhiên, vị tiểu đại nhân này có thể thừa nhận trọng lượng nhẹ như vậy. Bá Vũ giả vờ giả việc nói xong, xoa xoa tóc hiền. Hi Un bật cười và lẩm bẩm một cái gì đó nghe giống như nó giống như cô ấy. Cậu đã làm gì hay chưa? Hi Un háo hức hỏi. Cậu ta bị mê hoặc bởi khói phun ra từ màn trình diễn cuối cùng của Bơ Ru. Đúng vậy, Kim Sư Phụ bảo tôi lúc nào cũng có thể dùng búa. Hắc, chú xa. Nhìn kìa tôi tiến bộ rồi. Diêu triệt, vị thợ rèn này nặng nề đi tới, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Hắn tươi cười đầy mặt, chầm râu rối tung tán loạn. Hắn cầm lấy linh kiện kim loại được trình lên, cẩn thận kiểm tra cái ống tròn rỗng kia. Người tiến bộ thật nhanh, đồ nhóc, người đàn ông khổng lồ tuyên bố, xoa tóc bơ ru. Làm thế quái nào mà anh có thể làm được những cái lỗ khoan này, chúng thật mịn màng. Nếu có thể, nụ cười của Bơ Ru trở nên rạng rỡ hơn, dựa vào cái chạm này. Nụ cười của hắn tràn ngập khuôn mặt. Thành thật mà nói, quách nhân cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể dung nhập tốt như vậy, nhưng hắn lại làm được. Vâng, anh trai tôi và tôi đã thiết kế búa rơi. Không phải búa di chuyển lên xuống, sư phụ Kim nói chúng tôi có thể làm mũi khoan. Và cầu thang giúp đỡ. Cậu bé liếu riếu nói, cho thấy dấu vết sạch sẽ của lỗ khoan trên xi lanh quách nhân để cho hắn nói tiếp cũng bắt được ánh mắt của ca ca mình anh trai anh nếu có thể thậm chí còn phấn khích hơn lúc này quách nhân chú ý tới đại đa số thôn dân đều đang nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm vào anh ta một số thậm chí còn cười khúc khích hắn nuốt nước miếng nặng nề ánh mắt nhìn chung quanh thôn hắn nhìn thấy cha mẹ mình cũng đang đi tới hai người bọn họ cũng đang mỉm cười sáng lạng còn có một nữ nhân đến từ mã tộc quách nhân mở to hai mắt nhìn bộ não của anh ta bị choáng váng và thế giới trở nên hơi mờ và hồng tim anh đột nhiên đập nhanh hơn anh nhớ lại thời gian mình ở đối phong người phụ nữ tuyệt vời kia tương hoa khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn kia thay đổi cô thay đổi hình dạng trước mắt anh hai tay chống bên hông một nụ cười kiêu ngạo hiện lên trên mặt nàng ta chính là vân liễu tương hoa thiếu tông chủ vụ hồ tông. May mắn đi, ta đi tới thôn nhỏ của các ngươi. Nàng lớn tiếng tuyên bố, mà bá vũ ngây ngẩn cả người, ánh mắt mở to. Đại tỷ. Bá vũ cao hứng kêu lên, dùng hết khả năng chạy về phía nàng. Mặc dù có chút lay động, nhưng hắn vẫn lấy tốc độ tương đối nhanh di động. Nụ cười của tương hoa trở nên rộng hơn, nàng nhìn bước chân của đệ đệ mình, mà thợ rèn diêu triệt thoáng ở phía sau, phòng ngừa đứa nhỏ này ngã sắp xuống. Cô gật đầu với người thợ rèn, sau đó quay đầu khi đi ngang qua quắc yên. Câm miệng lại, tống quách nhân, ta biết ta không thể so sánh về mặt sắc đẹp, nhưng người cũng không cần nhìn ta một cách vô lễ như vậy. Miệng quách nhân răng rắc ngậm lại. Cô gật đầu với anh, tiếp tục đi. Quách nhân đứng đó, không biết làm sao. Si An Hoa nắm lấy em trai cô và ông anh. Mới chưa tới một tháng, ngươi đã nhìn tốt như vậy. Nàng nhẹ giọng nói, mà bá vũ đem mặt chôn ở trong cổ của nàng. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bá vũ hỏi, tương hoa gật đầu, sau đó quay sang quách nhân. Tống quách nhân. Ngươi chiếu cố đệ đệ của ta thật tốt, cho phép tương hoa đến cảm tạ ngươi. Nàng đưa tay bắt lấy phần trước quần áo quách nhân, kéo xuống. Môi quách nhân đụng phải thứ gì đó mềm mại của đề cốc. Một vài người reo hò. Tương hoa thơm quá. Mùi lông thú và mùi nhà trộn lẫn với mùi nước tinh khiết. Tương hoa lui trở về, gật gật đầu, trận mắt há hốc mồm nhìn hắn. Sau đó cô xoay người rời đi. Thảo đao, vẽn vẹn một tuần, ta khẳng định đã hoàn toàn vượt qua ngươi ở mọi phương diện. Ta từ lệnh mẫu hồ lê cùng lệnh phụ tống nhân nơi đó học được rất nhiều, ta hướng ngươi khiêu chiến quyết đấu. Còn tôi thì sao, hồ ước. Cầu thang phòng lên yêu cầu sau khi ta đánh bại ngươi sẽ đánh bại Tú Lan. Vóc dáng ngươi thấp, ngươi xếp ở phía sau. Cô đấm bốc với Dung, In, và khi cô đi ngang qua anh ta, crypto của anh trai anh ta đã ghi lại biểu hiện của Quắc, In. Sau đó nàng chuyển hướng sang Mỹ Mỹ Linh, Mỹ Mỹ Linh nhăn lại một đạo lông mày cao cao. Tương Hoa quỳ xuống. Mỹ Mỹ Linh phu nhân, Kim Sư Phụ, Lưu Tương Hoa hướng ngài vấn an. Nàng cung kính nói con bé đã ở đây được một tuần rồi cha của guo song in nói đơn giản khi ông đi về phía đứa con trai vẫn còn đứng yên một tuần anh hỏi ngu ngốc đúng vậy con trai của ta làm sao ngươi tìm được nữ nhân tốt như vậy tống nhân hỏi ý tôi là cô ấy hơi kỳ lạ nhưng cô ấy là một cô gái tốt ý tôi là cô ấy hơi tìm thấy tôi guo.gen vẫn lắc lư. Nhưng một tuần, cô ấy đột nhập vào trung tâm làng tuần trước và tuyên bố lớn tiếng rằng cô ấy đã đến và xin chúng tôi cưới anh. Quách nhân cảm thấy tim ngừng đập. Trước mặt mọi người, hắn cơ hồ cầu khẩn bác nhã hỏi. Đúng vậy. Nàng dập đầu với chúng ta, xin chúng ta cho phép nàng theo đuổi ngươi. Nàng vẫn ở trong phòng của ngươi và vân. Quách nhân lắc lư một chút. Cô ấy cũng yêu cầu chúng tôi dạy cô ấy cách của chúng tôi, xong in thở dài, sau đó nhún vai, vì vậy tôi đã đưa cô ấy đi săn. Tuyên bố này mất một chút thời gian mới hoàn toàn lĩnh ngộ được. Đợi đã, vậy tại sao cô ấy lại đi săn, không phải là mẹ cô ấy đã dạy cô ấy may vá sao? Guo.REN hỏi, vẫn lắc lư. Cha nó mỉm cười. Cậu cười như thể tính cách bướng bỉnh của Junhito không phải tất cả đều đến từ người mẹ hồ ly của họ cô ấy yêu cầu theo đuổi con cha anh vui vẻ nói vỗ vai anh mẹ con nói rằng để được chúng ta chấp thuận bà ấy phải hành động theo truyền thống tán tỉnh thích hợp trên mặt quách nhân đã mất hết máu nhưng mà nhưng mà hẳn là nam sinh đi làm cái kia mẹ nó nhún vai đêm đó một bóng người lặng lẽ đi vào làng trong tay hắn cầm một sợi dây thừng tràn đầy quyết tâm anh gần như đâm sầm vào một cái bóng khác đang đi về phía tòa nhà nơi anh đến. Quách nhân nhìn chầm chầm tương hoa. Tương hoa nhìn chầm chầm quách nhân. Họ nhìn vào sợi dây thừng trong tay nhau. Có một phen tranh chấp, sau đó bọn họ liền biến mất ở sâu trong rừng rậm. Họ không bao giờ hoàn toàn đồng ý chính xác ai đã bắt cóc ai. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4